Cực Lạc Du Lãm Ký, tác giả Khoan Tịnh Pháp Sư, biên soạn Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, từ quang Phật Thánh chiếu ta bà, hóa hiện kim kiều núi cõi hoa, thanh sắc cảnh màu kỳ đẹp diệu, thiên cung lạc khúc quảng huyền ca. Dẫn ngôn: con người cho thế giới cực lạc là huyễn dụ để dẫn người ưa thích cảnh đẹp vui tiến bước vào cửa Phật pháp, hoặc có kẻ tuy tin cõi tịnh độ là hiện hữu nhưng diễn đạt một cách sai lầm. Nhóm tu học trên đại khái gồm 3 dạng: 1. Các ngoại phái cho tịnh độ là cảnh thiên tiên, coi lầu cát, ao sen, cây báu, hoặc cực lạc là một thế giới ở bầu kim tinh thuộc phương Tây, cho nên những vị ấy đã đề dịnh trong động bích xa trời đất khác, bên cành hồng thọ tháng ngày dài, hay đạo đức từ bi những bấy chày, thanh nhàn cực lạc ở phương Tây. Nhưng cõi Tây phương tịnh độ cách thế giới ta bà này 10 muôn ức Phật sát. Số ức ở Ấn Độ thời xưa trung bình là 1 triệu, tức 100 tỷ cõi Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy 1 tỷ Thái Dương Hệ thuộc cõi ta bà này là một Phật sát để phân thân hóa độ, gọi là Đại Thiên Thế Giới. Một Phật sát có thể rộng từ một cõi Đại Thiên. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Phú Lâu Na về sau thành Phật, lấy hằng hà sa cõi Đại Thiên là một Phật độ. Cho nên, kim tinh hay cảnh giới của thiên tiên chỉ là ở trong phạm vi một Thái Dương Hệ, không phải là cõi cực lạc. 2. Hàng thanh văn không tin có cõi cực lạc hoặc chư Bồ Tát nào khác ngoại trừ Đức Thích Ca và Di Lặc. Điều ấy không chi lạ, bởi cực quả của thanh văn thừa là ngôi A-La-Hán. Đạo nhãn, tầm nhìn của A-La-Hán chỉ thấy suốt trong phạm vi một đại thiên thế giới, không thấy được cõi cực lạc ngoài 10 muôn ức Phật độ, nên họ không tin. 3. Hạng tu học đại thừa nhưng không có căn lành về tịnh độ, chưa tham cứu sâu về hoa tạng thế giới, chưa có kiến thức rộng về các kinh điển đại thừa, không tin có cõi cực lạc. Các vị ấy lý thuyết hóa cảnh địa ngục, thiên đường, tịnh độ cho đến chư Phật, Bồ Tát đều do tâm thức. Đại khái họ bảo: tâm tham sân si khổ não là địa ngục, tâm sáng suốt lành vui là thiên đường, tâm thanh tịnh là tịnh độ, A Di Đà là thể tánh vô lượng quang thọ sáng suốt thường hằng, Địa Tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có Đức A Di Đà và Địa Tạng nào khác. Đồ họa cảnh địa ngục có quỷ ngưu đầu, mã diện, lò lửa, giạt dầu là để răn người làm ác. Đồ họa cõi cực lạc có ao sen, cây báo, lầu ngọc, đất vàng là để khuyến tấn dẫn dụ người làm lành. Lối lý thuyết ấy chỉ đưa người học Phật vào cái chấp thiên không tà kiến, bát phá nhân quả, khiến cho hàng Phật tử mê mờ lầm lạc. Thậm chí họ thấy ai niệm Phật, niệm Quán Âm, tụng kinh điển đại thừa đều dẫn lời chư tổ xưa tìm cách bát phá. Tổ nói với một ý khác, họ lại dinh vào đó dẫn giải theo thiên kiến của mình với một ý khác. Thật đáng buồn cười thương xót. Các vị đó đâu biết rằng Trí Giả Đại Sư là bậc khai sáng Tông Thiên Thai, cũng gọi là Pháp Hoa Tông, thế kỷ thứ 6, khi lâm chung niệm Phật và bảo chúng rằng: Tây phương Tam Thánh và các đồng bạn đã giảng sanh của ta đã đến, đứng chờ giữa hư không để tiếp dẫn. Vĩnh Minh Đại Sư, đời nhà Tống, một bậc lâm tượng bên Thiền Tông, mỗi ngày đều niệm 10 muôn câu Phật làm thường khóa. Và gần đây, Hư Vân Đại Sư, thế kỷ 19-20, là hàng thiền bá trong tông môn, cũng khuyên người niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, thế kỷ 19-20, một trong các vị tôn đức thuộc cận đại đã bảo: tâm tức Phật, ý hợp thinh, như như niệm, vô vô minh, điểm trần chẳng nhiễm căn tánh tình, ba tạng giáo,
12 kinh, muôn tám công án lộ chân hình, Phật tổ dạy nhiệm màu linh. Trở lại vấn đề, cõi cực lạc có hay không? Theo Phật học, bậc tri thức muốn khám phá điểm này phải căn cứ với ba điều kiện. 1. Tỷ thẩm lượng. Đây là trí lượng xét qua sự so sánh, suy gẫm, không phải chờ mắt thấy tai nghe rồi mới xác nhận. Thí dụ như ở thế gian, người đức hạnh lành, chí công học hỏi, siêng cần làm việc sẽ được kết quả giàu sang, hoặc ít nữa là danh tốt lưu truyền. Trái lại, kẻ hung gian độc hiểm, dốt nát, lười biếng, làm điều trái phép sẽ bị nghèo khổ tù đày. Dù có được no ấm bình an, cũng chỉ trong vòng tạm bợ nhất thời. Nếu người công đức lành quá lớn, kẻ tâm hạnh ác quá to, tức phải có cảnh cực lạc, thiên đường hay ngạ quỷ địa ngục để trả đền. Như thế mới hợp với lý nhân quả, chứ không đợi tận mắt trông thấy rồi mới tin. Xin tạm trích ra đây một đoạn vấn đáp trong Phật điển giữa vua Milinda và tôn giả Nagasena. Bạch Tôn Đức, trẫm không thấy cảnh địa ngục thì sao tin được rằng có cõi ấy? Thưa Đại Vương, ngài có trông thấy dòng nước rộng, hai bên bờ nhiều kỳ hoa dị thảo tươi đẹp của con sông U Há trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hay không? Bạch Tôn Đức, trẫm không trông thấy. Thưa Đại Vương, nếu như vậy thì không có con sông U Há. Bạch Tôn Đức, trẫm tuy không thấy, nhưng đã có nhiều người chứng kiến về nói lại, nên trẫm tin có con sông U Há. Thưa Đại Vương, sự hiện hữu của địa ngục cũng như thế, nên lấy trí cân nhắc suy xét, phải tin rằng có cõi địa ngục, chứ không cần đợi trông thấy. 2. Hiện thực lượng. Từ xưa đến nay có nhiều Phật tử ở Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam tu tịnh độ. Hiện tiền hay lúc lâm chung, họ đã thấy những thắng tướng của cõi cực lạc, cho đến Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn giảng sanh. Đây là sự hiện thực rõ ràng, có ghi vào sử sách. Nếu bảo cực lạc là cảnh huyễn dụ, làm sao có những tướng trạng ấy? 3. Thánh ngôn lượng. Chẳng những trong Tịnh Độ Tam Kinh, Đức Thích Ca đã nói sự trang nghiêm ở cực lạc, mà trong các kinh đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Phật cũng từng đề cập đến sự việc này. Và trong nhiều bộ luận, chư tổ đã hằng dẫn giải về môn niệm Phật cùng cõi cực lạc. Chẳng hạn như trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của Tổ Mã Minh, Đại Trí Độ Luận của Tổ Long Thọ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Tổ Thiên Thai Trí Giả, cho đến Giảng Sanh Luận, Niệm Phật Viên Tông Luận, vân vân. Người học Phật phải lấy lời của Phật Tổ làm mực thước mà lượng định. Nếu đem chỗ thấy biết cạn hẹp của mình vội bát phá tịnh độ, đó chính là bát phá Phật và Tổ. Kẻ ấy không phải là đệ tử của Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, phàm phu vì mê mờ, không tin có địa ngục, nên chư Bồ Tát, Thánh Thần thường dùng phương tiện đưa biết bao người đến cõi địa ngục cho thấy biết, rồi trở về thuật lại để người đời kinh sợ mà dứt giữ làm lành. Chẳng hạn như khi xưa đã có truyện Địa Ngục Ký của sư cô Huệ Hiền, tục gọi cô Ba Cháu Gà, ở tại chợ Dòng Nhỏ, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đây là chuyện nơi Việt Nam, còn riêng ở Trung Hoa thì không biết bao nhiêu trường hợp tương tự như thế. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở Trung Quốc vào đời nhà Minh, có chuyện Viên Tông Đạo được anh là Viên Hoàng Đạo đã giảng sanh, đưa hồn sang cực lạc để khuyến tấn tu hành. Cảnh của Tông Đạo thấy biết chỉ là một phần sự tướng nơi tịnh độ, không đầy đủ bằng chuyện gần đây của Khoan Tịnh Pháp Sư ở Trung Hoa, được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn sang cực lạc, cho thấy cả chính phẩm giảng sanh. Câu chuyện này rất ly kỳ do chính Pháp Sư trần thuật lại, và đệ tử của ngài là cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép.
cư sĩ cho đây là tiếng vang chấn động xưa nay, tiết lộ ra những điều mà người khác chưa từng nói đến. Có lẽ Đức Đại Bi Quán Thế Âm cùng chư thánh thương xót chúng sanh cuối thời mạt pháp, chỉ nương pháp môn tịnh độ mới hợp thời cơ để tu tiến và đảm bảo được sự giải thoát, nên dùng phương tiện khéo mà hoằng hóa cứu độ đó chăng? Điều này nếu suy ngẫm đọc kỹ, độc giả sẽ tự hiểu. Thời gian trước, Nguyễn Công Trứ đã nói: lỡ duyên với rượu khôn từ chén, trót nợ cùng thi phải chuốc bài. Nhưng lời ông chỉ nêu lên cái nghiệp dĩ về thơ rượu của mình mà thôi. Riêng bút giả thấy người đời có lắm nỗi khổ già, bệnh chết lần lượt diễn tiến, mà phần đông hãy còn ước mơ tham vọng, cố hái hoa hạnh phúc trong giường trần mộng huyễn, nên bỗng động lòng từ bi mẫn thế, muốn nhắc gọi đồng nhân thức tỉnh mới phiên dịch ra quyển này. Xin tạm mượn hai câu sau để biểu lộ mối cảm hoài ý. Mắt lệ đã mờ sầu biển lụy, hoa tươi còn luyến bóng xuân trần. Và tiếp theo, xin nhường lời lại cho Lưu Thế Hoa cư sĩ. Tệ nạp vô nhất. Lời đầu. Khoan Tịnh Pháp Sư, quê quán ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc, sâm nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Tý, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 1924. Thân phụ ngài nguyên họ Phan là một cư sĩ sùng tín đạo Phật, nhà ở số 140 Đại lộ Quang Đông Trấn tại huyện Thành, huyện Lỵ, Châu Thành. Vào buổi chiều lúc ngài sinh ra đời, hai bên phương trời đông và tây kim quang chiếu rạng, mặt đất như vàng ròng chiếu sáng huy hoàng. Do nhân duyên đó, cha mẹ mới đặt tên cho là Phan Kim Vinh. Lúc bé thơ, thân phụ chỉ dạy học ở nhà. Năm lên bảy, do căn lành thúc giục, ngài năn nỉ xin cha mẹ cho tới ở chùa Giáo Trung, tỉnh Phước Kiến, nên không có nhân duyên đến trường lớp thế tục. Tuy nhiên, Pháp Sư thiên tư đỉnh ngộ hơn người. Thầy dạy kinh luật đến đâu liền nhớ đến đó, chỗ giải ngộ lại hơn các đồng bạn. Mãi đến năm 15 tuổi, ngài mới được thế độ, xuống tấp với Hư Dân Lão Hòa Thượng ở chùa Tổ Đình Nam Bình Khai, cũng thuộc tỉnh nhà. Năm 17 tuổi, Hư Dân Thiền Sư thấy ngài là bậc pháp khí, đặc biệt cho thọ giới cụ túc nơi chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông. Kế tiếp, Pháp Sư lại chuyển đến chùa Dân Cư, tỉnh Giang Tây để tiện bề tu học. Ngài được Hư Dân Lão Hòa Thượng truyền chánh pháp nhãn tạng, làm vị thừa kế đời thứ 48 tông phái Đổng Dân, Tào Động và Dân Môn hợp nhất. Từ đó về sau, Pháp Sư lần lượt làm trụ trì trải qua các tự viện, chùa viện tu học Khanh Để Bình, Tiên Phật, Năng Nhơn, Khai Bình, Mạch Tà Nham, Tam Hội. Lúc làm trụ trì chùa Tam Hội thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Phước Kiến, Pháp Sư tọa thiền khởi đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ngồi luôn tới ngày 29 mới xuất định, kể tất cả là 7 ngày. Việc xảy ra vào năm 1980 làm toàn huyện xôn xao náo động, hàng đạo tâm đến xin quy y hơn 3.000 người. Năm 1982, ngài sang nước Mỹ làm vị tăng hành cước tại thành phố Nữ Ước, New York để tuyên dương Phật Pháp. Ngài được Phật Giáo Hội ở Bắc Mỹ cử làm Đổng sự trưởng danh dự chùa Lạc Na, thành phố San Francisco, kế đến làm Đổng sự trưởng chùa Quán Thế Âm ở Los Angeles. Trên đây là vài nét đơn giản giới thiệu Khoan Tịnh Pháp Sư, một bậc cao tăng hiện đại. Điểm chánh yếu của tập ký sự này là ghi lại quá trình chính bản thân của ngài đã kinh lịch, kinh nghiệm thực chứng, sang cõi cực lạc, tham quan chính phẩm hoa sen ở Tây Phương với những chi tiết ly kỳ của thế giới thanh tịnh bên ấy. Việc trên đây xảy ra vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi, ngày 26 tháng 11 năm 1967. Lúc đó, Pháp Sư đang ngồi thiền ở chùa Mạch Tà Nham, đột nhiên được thần lực của Đức Quán Thế Âm đưa xác thân ngài đến tạm ẩn nơi động Di Lặc
rồi dẫn thần thức sang Cực Lạc. Pháp sư có cảm giác thời gian du lãm trên chỉ trải qua một ngày một đêm, nhưng khi trở về nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Sửu, ngày 10 tháng 5 năm 1973, tính ra khoảng 6 năm 6 tháng. Việc này dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường. Nhưng đối với môn vũ trụ học thì không gian và thời gian tùy mỗi thế giới vẫn có những điểm bất đồng sai khác. Theo các tích truyền kỳ thời xưa, có khi ở cõi tiên một ngày, nhân thế phải trải qua nhiều năm tháng. Như một vị vua xứ Ai Cập mộng thấy mình lên cõi trên chỉ có 3 giờ, nhưng khi hồn trở về nhập xác, nhân gian đã trải qua 8 ngày đêm. Điều này người đủ chút kiến thức về Phật học đều có thể lý giải. Khi pháp sư bỗng nhiên mất tích ở mạch Tài Nham Tự, toàn thể tăng tín trong chùa đều tản ra tìm khắp hơn 100 động lớn nhỏ thuộc vùng dân cư. Lại có người nói mới thấy ngài trên đường đi đến động Di Lặc ở núi Cửu Tiên, đại chúng cũng lên đó tuần tra mà không gặp. Thậm chí nhiều người xuất tiền nhờ thủy quân lặn dò các ao đầm trong vùng, mướn đội tuần thám đến xét hỏi ở huyện thành cùng các thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Nam Bình, và đánh điện nhờ người ở các huyện xung quanh như Vĩnh Thái, Vĩnh Xuân, Đức Hoa, Phước Thanh để hỏi han. Như thế trước sau vài năm cũng bặt vô âm tín. Do đó hàng Phật tử đều cho rằng pháp sư đã lìa trần, trong lòng bùi ngùi thương cảm. Kỳ thực nhục thể của pháp sư trước sau vẫn không rời động Di Lặc nửa bước, do thần lực chư thánh duy trì ẩn giấu khiến cho thân chẳng bị phát hiện và hư hoại. Pháp sư là một bậc cao tăng đắc định, giữ giới luật, tin nhân quả, quyết không khi nào nói dối. Đây hiển nhiên là Phật, Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu vớt và thức tỉnh chúng sanh thời mạt hậu, đã dùng phương tiện khéo truyền đạt lời giáo huấn qua bản thân ngài mà thôi. Sự kinh lịch của pháp sư không phải là mộng cảnh, cũng không đồng cảnh giới thấy biết của thiền định, vì chúng ta sẽ thấy những tình tiết qua sự vấn đáp, những điểm kỳ diệu qua nhận thức riêng của ngài khác hẳn. Và sau đây là tất cả điều quan yếu do tôi ghi lại trong thời diễn giảng của pháp sư ở chùa Nam Hải, Phổ Đà Sơn tại Singapore vào tháng 4 âm lịch năm Đinh Mão, tháng 5 năm 1987. Lưu Thế Hoa cư sĩ kính ghi. Liên Quốc Hương Du giảng thuật. Duyên khởi. Ai hỏi nhà tu sự nghiệp chi? Thưa rằng giải thoát với từ bi. Niệm Phật là phương màu giải thoát, năm thừa lại mở cửa từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trình chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa chư quý Phật tử, khoan tịnh xin gửi lời chúc nguyện an lành đến tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta có duyên lành hội ngộ nơi đây, tôi nghĩ đó là túc nhân Phật Pháp tiền sanh hoặc các kiếp quá khứ về trước. Đề mục tôi sắp diễn giảng chính là thuật lại việc bản thân đã kinh lịch sang thế giới Cực Lạc phương Tây, đem các tình cảnh mắt thấy tai nghe tỏ bày cho chư vị cùng được rõ. Xin chia lịch trình này qua 7 phần, mỗi phần gồm nhiều giai đoạn. 1. Diễn tiến tôi đến Cực Lạc như thế nào? 2. Tình hình thực tế trải qua ra sao? 3. Thuật lại các cảnh giới trước sau tôi đã kinh lịch, gồm các nơi La Hán Động, cõi Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi Đâu Xuất Thiên Cung. 4. Hoa sen hạ phẩm gồm có 3: hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm. 5. Hoa sen trung phẩm lại gồm 3: trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. 6. Hoa sen thượng phẩm cũng gồm 3: thượng thượng, thượng trung và thượng hạ phẩm. 7. Trên đường trở lại nhân gian. Và sau đây là các diễn tiến ấy. Phần 1. Diễn tiến trên bước khởi hành. 1. Từ chùa Bạch Tài Nham
đến Di Lặc Động. Năm 1967, tôi đang đảm nhiệm chức trụ trì tại Mạch Tài Nham Tự. Vào ngày 25 tháng 10 âm lịch, lúc quá nửa đêm, tôi đang ngồi thiền, bỗng Phượng Phước nghe có tiếng gọi pháp danh mình, bảo đi mau. Vừa khi ấy, tự có cảm giác như bị đẩy tới phía trước. Không kịp chuẩn bị, tôi bước xuống pháp tòa, rồi như bị sức thu hút, không rõ nguyên do, rảo đi thật nhanh ra khỏi tự viện. Bây giờ trong tâm tự biết mình sẽ phải đến động Di Lặc thuộc vùng núi Cửu Tiên, huyện Đức Hòa, cách chùa độ hơn 20 dặm. Tuy đi rất mau như thế, nhưng không cảm thấy đói khát mỏi nhọc, cũng không dừng nghỉ. Lúc ấy ở Trung Hoa nhằm phong trào Đại Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976, Hồng Vệ Binh tuần tra khắp nơi. Bây giờ vào khoảng 3 giờ sáng, trong màn đêm đầy sương mù, tôi nghe tiếng dân chúng đi trên đường nói: nay là ngày 25 tháng 10 âm lịch, nhằm thời kỳ giãn cách, địa phương rối loạn, chúng ta phải đổi hành trình vào ban đêm mới thuận tiện yên ổn. 2. Duyên hạnh ngộ. Đi tới gần sáng, đột nhiên thần trí tôi thanh tỉnh trở lại. Vừa khi đó, tôi chợt gặp một lão hòa thượng trang phục như mình, hai bên vái chào, cùng thông tri tên họ. Hòa thượng tự giới thiệu mình là Viên Quán Pháp Sư, muốn đến núi Cửu Tiên, động Di Lặc. Gặp bạn đồng hành, tôi vui vẻ tán thành, rồi vừa rảo bước đi, vừa trò chuyện. Pháp Sư tự hồ biết rõ nhân quả mấy kiếp về trước của tôi, tuần tự thuộc lại từng đời, như sanh ở đâu, cha mẹ là ai, tên họ gì. Ngài nói rõ ra mỗi điểm, nghe dường như chuyện huyền thoại. Điều lạ lùng là mỗi chi tiết Pháp Sư nói ra, tôi đều ghi nhớ rõ không quên. 7 năm sau, năm 1974, tôi tìm dò hỏi về thời gian và địa điểm đó thì tất cả đều chuẩn xác. Đại khái các đời ấy, tôi đều xuất gia làm hòa thượng, chỉ có một kiếp làm cư sĩ tại gia vào triều vua Khang Hy đời nhà Thanh, ở thôn Phương Quế Cách, huyện Võng Thượng, tên là Trịnh Viễn Tư, sanh 6 trai 2 gái, trong ấy có một đứa con thi đỗ tiến sĩ. Đến nay hậu duệ của dòng đó hãy còn. Đường đi rút ngắn rất mau, dường như có ai làm phép hồ công xúc địa, phép thâu ngắn đường đi của loài hồ. Không bao lâu, chúng tôi đã đến chân núi Cửu Tiên, một sơn lãnh cao nhất của tỉnh Phước Kiến. Trên núi này có hang động to rộng, trong ấy duy thờ một tượng Di Lặc nên gọi là Di Lặc Động. Lúc chúng tôi tiến lên đến lưng chừng núi thì trời đã hừng sáng. Phần 2. Bước kỳ lạ từ Di Lặc Động. Ba nhỏ. Đường từ Di Lặc Động đến cảnh Trung Thiên La Hán. Bấy giờ, cảnh trí kỳ diễm, đẹp lạ, bỗng xuất hiện trước mắt. Tôi thấy đường xá không giống như lối cũ mà mình đã từng trải qua. Lộ trình biến thành rộng rãi, lót toàn bằng đá đẹp, phát ra ánh sáng chớp chớp. Khi đi đến hang động thì nơi đây cũng biến đổi trang nghiêm, khác với động Di Lặc lúc xưa. Chúng tôi bước vào lễ tượng Bồ Tát, rồi cùng ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong giây phút. Khi ấy, tôi nghe Hòa Thượng Viên Quán gọi bảo ra sau núi du lãm. Tôi vội bước chân theo Ngài, thì một bầu trời đất khác bỗng lại xuất hiện. Trước tầm mắt tôi, một tòa nhà cổ nguy nga đứng lồ lộ, nét huy hoàng tráng lệ còn hơn Cố Cung, Tử Cấm Thành của vua nhà Thanh ở Bắc Bình. Tên gọi thành phố Bắc Kinh từ năm 1928 đến năm 1949. Hai bên ngôi chùa to rộng ấy có hai tòa bảo tháp đẹp cao đồ sộ. Chúng tôi lần tiến bước đến sơn môn, thấy cửa tam quan này làm toàn bằng đá hoa trắng, lối kiến trúc thật hùng vĩ oai nghiêm. Trên cổng vào có tấm biển lớn khảm chữ vàng chiếu ánh chói ngời. Bốn kim tự nơi biển ngạch không phải chữ Trung Hoa, chữ Anh hay chữ Phạn, tôi hoàn toàn không hiểu thấu. Trước sơn môn có bốn vị hòa thượng đã đứng sẵn đón chờ, mình đắc y đỏ, lưng thắt đai vàng, pháp tướng cao lớn trang nghiêm.
khi thấy chúng tôi đến, họ vái chào. Tôi và Hòa Thượng Viên Quán cũng vội vàng đáp lễ. Lúc đó, trong tâm tôi có chút nghi vấn, tự hỏi: trang phục của mấy vị này mình chưa từng thấy qua, có lẽ họ là những vị lạc ma chăng? Các vị ấy dường như biết, chỉ mỉm cười bảo: đã đến đây rồi, xin hoan nghênh, rồi mời chúng tôi vào. Khi vào khỏi cổng chùa, trải qua vài tòa điện vũ, hội trường, tôi thấy đền đài xinh đẹp tráng lệ. Điểm kỳ diệu là mọi vật đều phát ra ánh sáng. Xung quanh các điện đều có hành lang rộng bao vòng. Ngoài hành lang, nhiều sắc kỳ hoa dị thảo điểm tô. Ra xa hơn là những hàng cây lạ cao vút. Vào chùa, nhìn qua cửa sông, vẫn có thể trông thấy bảo tháp và các tòa kiến trúc. Trong điện, trưng bày rất nhiều đồ cổ ngoạn, khéo đẹp kỳ lạ. Lần bước lên tới ngôi đại điện thứ nhất, ngước trông thấy là bốn kim tự lớn sáng chói, loại như kiểu đã thấy bên ngoài. Tôi hỏi Viên Quán lão hòa thượng, ngài đáp: đó là bốn chữ Trung Thiên La Hán. Lòng thầm nghĩ, thì ra đây là Trung Thiên La Hán tự, nơi các vị A-la-hán tu trì, một thế giới thần tiên ở nửa lừng trời. Chỗ này không còn là cảnh nhân gian nữa, thảo nào mà mọi vật chẳng đều khác lạ phi phàm. Bốn đại tự ấy, hiện tại tôi nhớ được một hình chữ khuôn hoa, riêng ba chữ kia thì đã mờ trong ký ức. Bốn nhỏ: quang cảnh động La Hán. Bây giờ khung trời sáng rạng rỡ, xung quanh núi non, mây ráng, mây ửng màu nắng đẹp bao vòng. Chỉ thấy trong và ngoài đông đảo người ra vào, gồm nhiều sắc da như vàng, trắng, hồng, ngâm ngâm đen, màu cam sẫm, nam nữ trẻ già đều đủ cả. Trong ấy, người da vàng chiếm đa số, y trang của họ cũng kỳ lạ, tùy màu sắc phát ra nhiều ánh sáng khác nhau. Dường như nơi đây, ngoài chư vị A-la-hán, còn có các vị thần tiên đến tham quan hoặc học đạo. Đại chúng kết hợp thành nhiều đoàn, như nam giới tập luyện võ thuật, nữ giới trỗi nhạc múa ca. Mấy lão nhân thì chăm chú nơi cuộc cờ, xung quanh một số người theo dõi. Ngoài ra, có vị lại ngồi tĩnh tọa dưỡng thần. Tất cả đều hiện sắc thái an nhàn vui vẻ. Khi thấy chúng tôi đến, họ ngẩng đầu, lộ nét thân thiết, mỉm cười, gật đầu chào đón. Nhưng mỗi người theo phần việc của mình, không giao tiếp hỏi han. Lúc đến tòa đại điện, tôi lại thấy một hoàng kim tự lớn. Viên Quang Pháp Sư bảo, đó là bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Từ trong điện bước ra, hai lão hòa thượng chắp tay nghinh tiếp. Thoáng mắt nhìn qua, tôi ghi nhận một vị râu dài bạc trắng, còn vị kia không để râu. Hai lão hòa thượng thấy Viên Quán Pháp Sư, liền vội gieo năm dấp thi hành đại lễ. Thấy tình huống đó, tôi thầm nghĩ, Trung Thiên La Hán đối với Viên Quán Pháp Sư mà lễ bái như thế, tất ngài không phải là bậc tầm thường rồi. Liếc mắt nhìn quanh, ngôi chánh điện thật rộng rãi trang nghiêm, nền lót đá hoa trắng phát ra ánh sáng. Điểm kỳ lạ, nơi đây không có một tượng Phật nào cả, nhưng cúng phẩm thì rất nhiều. Những chiếc bình to phô bày hoa tươi đẹp đủ màu, mỗi đó hoa lớn bằng chiếc nón. Ngoài ra còn có những đèn treo gồm lắm hình thái kỳ diệu, các hạt minh châu trong đèn tỏa ra ánh sáng muôn sắc. Lòng tôi như lạc lõng ngây ngất, chỉ cảm biết hương lạ tỏa thơm ngào ngạt quanh mình, ánh sáng tạp sắc xoay chuyển chớp ngời. Có lẽ nơi đây vẫn đầy đủ tượng Phật, nhưng do nguyên nhân nào đó khiến tôi không thấy được chăng? Nếu chẳng thế thì sao chốn này gọi là Đại Hùng Bảo Điện? Sau khi tham lễ nơi đại điện, hai lão nhân mời chúng tôi sang khách sảnh, phòng khách, nhà khách. Vào nhà khách, vừa ngồi xong, một lão hòa thượng nhìn đồng tử hầu cận, ra ý bảo đem hai chén nước giải khát. Đồng tử này đầu kết hai búi tóc, gương mặt hồng hào rạng rỡ, mình khoác y lục, lưng thắt đai vàng, tướng mạo rất thanh đẹp. Nước trong chén sóng sánh màu bạc, thơm ngọt khác thường.
tôi uống hơn nửa chén. Viên Quán Pháp Sư đưa mắt tỏ ý bảo dùng hết. Tôi vâng lời, cảm biết trong người tươi khỏe, tinh thần bội phần thanh sản, không còn một điểm mỏi nhọc. Kế đó, Viên Quán Pháp Sư cùng Lão Hòa Thượng nói với nhau bằng một ngôn ngữ lạ mà tôi không biết được. Tiếp theo, Hòa Thượng sai đồng tử đưa tôi qua hậu phòng, tắm rửa. Vừa bước vào, tôi thấy nơi đó có sẵn một bồn nước trong, gần bên vắt chiếc khăn và bộ y phục màu lam của nhà chùa để thay đổi. Sau khi tắm gội lau mình xong, thâm tâm tôi mười phần tươi tỉnh nhẹ nhàng, lòng thầm nghĩ, hôm nay quyết định mình đã đến thánh cảnh rồi đây. Tâm tràn ngập niềm an vui thật khó diễn tả. Năm nhỏ, thưa thỉnh về hiện tình và tương lai Phật giáo. Khi trở lại khách sảnh, tôi đến trước hai lão hòa thượng, cúi xuống lễ ba lạy, rồi chắp tay cầu xin chỉ điểm về hiện tình và tương lai của Phật giáo. Vị hòa thượng râu dài không đáp, cầm bút lông viết tám chữ trên giấy như sau: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Viết xong, ngài đưa tờ giấy trao sang. Tôi xem qua không thấu hiểu hết ý của tám chữ, lại cầu xin khai thị cho rõ thêm. Vị hòa thượng kia thay lời giải đáp: tám chữ ấy ông có thể sắp song song, xem ngang nhìn dọc, từ trái sang mặt, từ mặt sang trái, đảo lộn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, như phân ra thành 36 câu, có thể hiểu rõ tình huống Phật giáo từ đây, khoảng năm 1970, đến 100 năm về sau, nếu lại diễn đạt rộng 36 câu thành 840 câu, tất biết được tình hình suy thạnh về tương lai Phật giáo của toàn thế giới. Cho đến khi chánh pháp của Đức Thích Ca hoàn toàn mất tích nơi cõi Diêm Phù, khi trở về nhân gian, ông nên suy ngẫm cho tinh tường, sẽ tự thông hiểu. Theo thiện ý, đại khái vào thời Mạt Hậu, tà ma ngoại đạo xen lẫn vào, làm lệch lạc chánh pháp, cho nên người tu Phật phải chín chắn đề phòng, chớ chấp nê theo hình thức, cũng đừng vội phế bỏ hình thức, hãy cẩn thận suy nghĩ gạn lọc kẻo sai lầm. Đó là ý nghĩa chánh giáo do ma làm chủ động, Phật quả tự tâm mình liễu đạt tu hành. Còn về phần 840 câu, đợi tương lai khi cơ thành thục sẽ công bố. Nếu như vị muốn được sớm hiểu biết nên khởi công nghiên cứu. Đây thí tưởng cũng là một điểm lý thú về văn nghệ. Sau khi giải sơ lược mấy điều xong, lão hòa thượng bảo tiểu đồng đưa tôi vào phòng tạm yên nghỉ. Lúc bước vào, tôi thấy trong phòng không kê giường nằm, chỉ có một chiếc ghế kiểu chạm trổ rất thanh nhã, trên lót nệm ngồi. Tôi bước lên tĩnh tọa, cảm giác thân tâm thanh nhẹ, thần trí lâng lâng. Ngồi chưa bao lâu, đã nghe tiếng Viên Quán lão pháp sư kêu gọi. Tôi mở mắt bước xuống ra khỏi phòng. Lão nhân nói: ngay bây giờ tôi đưa ông vượt qua cõi trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi, đi thẳng lên Đâu Xuất Thiên Cung bái kiến Di Lặc Bồ Tát và để gặp thầy của ông là Hư Vân Thiền Sư. Tôi đáp: rất hân hạnh, xin vô cùng cảm tạ. Lúc rời khỏi đại điện, tôi bỗng chợt nhớ muốn trở lại giả từ hai lão hòa thượng. Pháp sư bảo: không cần thiết phải cáo từ, thời giờ chẳng còn nhiều nữa. Tôi chỉ biết yên lặng rảo bước theo ngài. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Phần 3: Từ La Hán Đồng đến các cõi trời. Trên đường đi, nhiều ngân điện, kim lâu cùng bảo tháp tráng lệ hùng vĩ trải qua tầm mắt, mỗi tòa đều phóng ra ánh sáng nhiều màu. Nhưng vì lão pháp sư cứ nhắc bảo tiến bước mau, nên tôi không rảnh rỗi để quan sát. Con lộ chúng tôi đi toàn là đá trắng ngần người chết. Hai bên triền núi, kỳ hoa dị thảo theo gió đông đưa, hương thanh ngào ngạt, khiến cho người lâng lâng vui đẹp, mà sau này tôi mới chú ý. Vì thời gian ở thượng giới không đồng cõi tục, không nên dần dà chậm trễ. Nếu chẳng thế, khi trở về nhân gian có thể trải qua vài trăm năm hoặc vài ngàn năm không chừng. Chuyển qua vài đoạn quanh co,
trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc cầu rộng rãi vĩ đại. Nhưng kỳ lạ, cái cầu to lớn này chỉ có đoạn giữa nổi lơ lửng nơi hư không, còn đầu và đuôi cầu không tiếp giáp với đường lộ. Nhìn xuống dưới là vực sâu muôn trượng. Tôi tự nói lẩm bẩm, làm thế nào qua khỏi chiếc cầu như thế này? Viên Hóa Pháp Sư dường như hiểu được tâm niệm ngần ngại của tôi, liền hỏi: hằng ngày ông trì niệm những kinh chú nào? Tôi đáp: Bình Nhật Giảng Bối thường tụng kinh Pháp Hoa và chú Lăng Nghiêm. Ngài đáp: tốt lắm, ông hãy tụng chú Lăng Nghiêm đi. Tôi vâng lời niệm nho nhỏ. Chú Lăng Nghiêm có hơn 3.000 chữ. Tôi vừa mới tụng được mấy câu, trước mắt bỗng hiện ra cảnh tượng lạ. Chiếc cầu dài to bỗng biến thành vàng rồng, bạo sắc chiếu sáng. Hai đầu nối liền với đường đi, dường như chiếc bóng thất bảo cong vòng lên giữa hư không, xinh đẹp không thể tả. Hai bên lan can cầu có nhiều lồng đèn châu ngọc treo lơ lửng, phóng những tia sáng nhiều màu. Đầu cầu có năm kim tự lớn, giống như kiểu chữ ở đại điện. Tôi thầm nghĩ, đây nhất định là mấy chữ Trung Thiên La Hán Kiều. Qua khỏi cầu, chúng tôi vào trong triều đình. Một kiểu nhà nghỉ chân ở gần chân cầu, ngồi nghỉ giây phút. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi Viên Lão Pháp Sư: tại sao trước kia không thấy hai đầu cầu, đợi niệm chú rồi mới thấy? Ngài đáp: trước kia chân tánh của ông do vô minh nghiệp chướng bao vây, nên thị tuyến, đường truyền của thị giác bị che lấp. Khi khởi niệm chú, nghiệp chướng bị sức Đà Ra Ni công phá, như mây mù gặp gió thổi tan, tự nhiên thánh cảnh lộ bày. Đó là đạo lý biển lặng ngàn tầm, in ráng đẹp, mây ta muôn dặm lộ trời xanh. 6. Từ cõi Tứ Thiên Dương đến trời Đao Lợi. Đáp xong câu đó, Ngài dạy tôi vẫn niệm chú và tiếp tục lên đường. Tôi vâng lời, vừa đứng lên niệm mấy câu, dưới đôi chân bỗng có hai tòa sen trong suốt như thủy tinh phát ánh sáng xanh hiện ra đỡ gót. Cái cánh của hoa nở bày và phóng như tia sáng lạ. Nhờ liên tòa nâng đỡ, tôi giật lên hư không như cởi mây mù bay lướt đi. Chỉ nghe bên tai tiếng gió thổi vi du, nhưng nơi thân không cảm thấy có hơi gió, và lần lần lại ấm áp. Tốc độ bay như tia chớp, còn bội phần lẹ hơn phi cơ. Nhiều cảnh tượng liên tiếp xuất hiện, rồi như dục chạy mau ra sau. Không bao lâu, trước mắt tôi bỗng lộ ra một cảnh tượng như cổng Thiên An Mục ở Bắc Kinh, nhưng to rộng hùng vĩ và trang nghiêm hơn nhiều. Trụ đá nơi cổng chạm trổ lông phùng chớp chớp sáng ngời. Đốc cổng tựa như hình thức cung điện, toàn thể đều trắng bạc. Tất cả như một tòa bạch ngân thành, mười phần tráng lệ. Trên cổng thành có tấm biển lộ kim tự lớn, gồm 5 loại chữ. Trong đó có chữ Trung Hoa, Đề, Nam Thiên Môn. Do xem kinh giáo, tôi biết đây là một trong 4 cửa vào cõi trời Tứ Thiên Dương, thuộc quyền cai quản của Tăng Trưởng Thiên Dương. Nơi Nam Thiên Môn có nhiều chư thiên cao lớn, mình mặc giáp phục, tay cầm binh trượng. Đây là hàng võ tướng đang đứng giữ thành. Ngoài ra còn có những vị trang sức quan phục như cổ triều nhà Thanh, song qua lệ khác thường. Từ các chiến y, giáp phục cho đến những vũ khí đều phát ra ánh sáng, trong 10 phần oai nghiêm. Chư thiên bày đội hình chỉnh tề, đứng trên đầu thành, chắp tay nhìn chúng tôi, tỏ vẻ hoan nghênh, song chẳng hỏi han chi cả. Vượt qua cửa thành độ 10 trượng, khoảng 50 mét, một mặt gương to rộng trong sáng lộ bày. Trong gương chiếu hiện tất cả cảnh tượng lành dữ biến đổi dưới cõi trần. Bay tiếp lên cao, vô số cảnh vật kỳ lạ rực rỡ như cầu vồng, chiếc móng xoay tròn như quả cầu, đẹp như hoa, sáng như điện, vượt lôi mau qua sau thân chúng tôi. Trong những tầng mây ráng, mây ửng màu nắng lạ, ẩn hiện vô lượng đền đài lầu cát, những chóp đỉnh tháp, hoặc xa hoặc gần chẳng đồng. Viên Quán Pháp Sư giới thiệu, đây là Đao Lợi Thiên Cung, tầng trời thứ 2 của dục giới, vượt cao hơn cõi Tứ Thiên Dương và cũng nghiêm đẹp hơn. Cảnh giới này thuộc vùng của Thích Đề Hoàng Nhân, thống lãnh tất cả 33 cung trời. Người trần gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 7. Từ Đao Lợi Thiên đến cõi Đâu Xuất. Không có thời giờ dừng lại chiêm quan, tham quan chiêm ngưỡng, chúng tôi lại tiếp tục bay lên, vượt qua một tầng trời nữa. Viên Lão Pháp Sư nói,
hiện tại đã đến cõi Đâu Xuất Đà, Tusita, tầng trời thứ tư của dục giới. Chớp mắt, chúng tôi đã đứng trước cổng một tòa điện cát, chỉ thấy hơn vài mươi vị thân tướng cao lớn trang nghiêm đến nghênh tiếp chúng tôi. Trong đó nhìn kỹ, tôi nhận ra một vị chính là ân sư của mình, Hư Dân Lão Hòa Thượng. Còn hai vị nữa là Diệu Liên Hòa Thượng và Phước Dinh Đại Sư. Hai tôn đức này đều đã sanh lên Đâu Xuất nội diện. Tất cả đều đắp cà sa đỏ, màu sáng chói tươi đẹp khác thường. Thấy ân sư, tôi vội vàng tới trước đảnh lễ, tiếp đến bái kiến hai vị tôn đức kia. Cách xa lâu ngày mới được gặp, tôi không ngăn được lòng bùi ngùi cảm xúc. Ân sư bảo, hãy bình tĩnh, đâu có điều chi đáng thương cảm. Người có biết vị nào đã đưa mình hôm nay đến đây chăng? Tôi đáp, bạch sư phụ, đó là Viên Quán Lão Pháp Sư. Sư phụ nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị bảo, đây là gì mà mỗi ngày ngươi thường lấy niệm? Đức Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nghe qua tôi chợt kinh động, rồi quay lại đảnh lễ Viên Quán Lão Pháp Sư 12 lại, rồi đứng lên chắp tay kính cẩn, không biết nói năng gì. Lúc ấy Diệu Liên Hòa Thượng nhìn tôi nói, ở đây thân người cao lớn nghiêm đẹp gấp bội hơn các cõi dưới, cảnh trí cũng kỳ diệu tráng lệ hơn. Những chúng sanh phước kém không thấy được cảnh giới chư thiên, nếu có phước cũng chỉ thấy theo sở kiến phước phận của mình. Chúng ta phải tạm hiện thân cũ để cho ông dễ nhận biết đó thôi. Tôi nhìn lại thấy thân của Viên Quán Pháp Sư và mình cũng chợt quá ra cao lớn, đồng như sắc thể chư vị nơi đây. Ân sư tôi dạy, khi người trở về khỏi trận phải gắng cần khổ tu hành, bền nhẫn trải qua những sự khảo đảo của nghiệp chướng mới có thể lần lượt thắng phục dòng tâm, là còn phải lập công bồi đức, tu tạo chùa ăn, tiếp tăng đồ chúng để xây nền phước huệ. Liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy chư thiên ở cõi Đâu Xuất, nam nữ lớn bé đều có, tướng mạo nghiêm đẹp, trang phục như triều đại thời xưa, nhưng mỹ lệ hơn nhiều. Kế tiếp, Viên Lão Pháp Sư đưa tôi vào Đâu Xuất nội diện để tham bái Đức Di Lặc. Nơi Bồ Tát ngự là một tòa đại bảo điện rộng rãi thênh thang, gồm nhiều thứ châu ngọc lạ, tạo thành sự kỳ xảo tráng lệ, không bút mực nào có thể diễn tả được. Trên cửa điện có đại tự gồm 5 loại văn, mà hàng qua văn là 4 chữ Đâu Xuất nội diện. Tiến vào 49 lớp cửa có văn màn châu lưới ngọc, thiên thần canh giữ. Chúng tôi đến một đại sảnh trang nghiêm, trong đó sự thiết kế thật là mỹ lệ diệu kỳ, không thể nói hết ra đây được. 8. Lời khai thị của Đức Di Lặc. Dung tướng Di Lặc Bồ Tát không đồng với hóa thân của ngài là Bố Đại Hòa Thượng, trán nhăn thấp, bụng to rộng, thân mập mạp, miệng lúc nào cũng nở nụ cười như người đời hằng thờ phụng. Bảo thân của ngài gồm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầu đội thiên quan, mình mặc thiên y, cổ mang chuỗi anh lạc, hai cổ tay và chân đều có đeo những vàng ngọc, gương trăng sáng rỡ, đủ nét từ bi, hỷ xả đẹp nghiêm, thật phi thường mỹ diệu, khó đổi hình dung. Bồ Tát ngự trên đài sen báo cao lớn, bên dưới là các hàng Bồ Tát, mỗi vị đều ngồi tòa sen. Chư Bồ Tát hoặc mặc tăng phục, hoặc trang phục theo chư thiên, mỗi ngày một vẻ, nhưng số khoác cà sa đỏ chiếm phần đông. Đại chúng có đến mấy muôn vị, tôi giữ dáng nghiêm kính, chắp tay từ từ tiến bước tới trước, đảnh lễ Bồ Tát 12 lại, rồi quỳ xuống cầu xin khai thị. Ngài dạy, khi ngươi trở về trần thế, khuyên chúng sanh nên cố gắng song tu phước huệ. Trong tương lai, nơi cõi người trải qua độ 60 vạn ức năm nữa, châu Nam Thiệm Bộ sẽ biến thành nhân gian tịnh độ. Lúc ấy, người nào đã tu nhân lành, tất được gặp ta trong ba hội long qua và sẽ đắc độ. Hiện tại, ngươi về khuyên người trần giới nên ái hộ lẫn nhau, chớ sanh lòng tham sân si, ganh tị hơn thua hủy bán. Chẳng những riêng các tông phái Phật giáo, mà đối với các đạo khác cũng không nên tranh chấp dèm pha. Bồ Tát còn nói mấy lời pháp ngữ, song vì ngài sức ghi nhớ của mình chưa được hoàn chỉnh nên tôi không dám trần thuật ra đây. Sau khi bái tạ Đức Di Lặc lui ra, tôi được sư phụ là Hư Dân Lão Hòa Thượng
cùng Phước Dinh đại sư dẫn đến một tòa đại lâu cát. Trước lầu có vị mặc giáp phục oai nghiêm, nhưng tôi biết không phải là Đức Di Đà hộ pháp. Vị võ tướng này đưa chúng tôi vào điện cát và mời ngồi nơi bảo ỷ, ghế quý báu. Bên trong ba thiên nữ bưng chén ngọc đựng chất nước màu hồng bay mùi thơm ngát ra chiêu đãi. Tôi thử dùng một hớp, cảm thấy ngọt mát lạ thường, tinh thần trở nên tươi tỉnh. Phước Dinh đại sư bảo đây là nước mật hoa cõi trời, uống vào trừ bệnh lại được sống lâu, đổi già quá kẻ, ông nên dùng cho hết, sẽ thấy lắm điều hay về sau. Cho đến hiện tại tôi vẫn thấy tinh thần trí lực gia tăng, thể chất nhẹ nhàng khỏe mạnh như chưa từng dùng tới thuốc. Đại sư nói tiếp, vì cảnh vui nơi cõi trời rất tế diệu nên chư thiên dễ bị sai đắm, khó đổi tu hành. Ví như ở nhân gian, những người quyền thế giàu sang, tài năng khỏe đẹp, không mấy ai chịu xuất gia cam khổ nhọc nhằn tu tiến. Phước trời rồi phải hết, phước người có bấy nhiêu, họ đâu chịu suy nghĩ sau khi hưởng hết phước sẽ bị luân hồi trong bao cõi sáu đường, không biết chừng nào thoát đi được biển khổ. Chúng ta may mắn được hóa sanh nơi đâu suốt nội diệt, thường nghe pháp âm, gần gũi bậc tri thức. Tương lai khi Đức Di Lặc giáng sanh thành Phật quá độ nhân gian, chúng ta sẽ theo ngài xuống trần, chừng ấy mới chánh thức tiến lên ngôi vị Bồ Tát, đủ sức bi nhẫn để giải thoát những kẻ trầm luân. Tiếp theo, Hư Dân sư phụ nối lời khai thị rằng, vào cuối thời Phật pháp hiện nay, người tu nên giữ vững giới luật, gắng sức độ sanh giữa hoàn cảnh đầy ác liệt, chớ nên tham mê danh lợi, làm điều lỗi lầm hoặc thoái tâm khi đối phó chướng duyên tương nghịch. Phải tùy trường hợp mà thanh tịnh tiến tu, độ mình độ người, giữ gìn mạng mạch của chánh pháp mới đích thực là hành Bồ Tát đạo. Ta phó chúc cho ngươi sau khi trở về trần thế nên cố gắng khuyến tấn những người tu Phật, đặc biệt là các huynh đệ đồng bạn, phải lấy giới luật làm thầy, tu trì như lệ cũ, chẳng nên duy tân hoặc cải cách tăng chế. Hiện nay ở nhân gian có lắm kẻ bảo các kinh chú đại thừa là giả tạo hoặc do chư tổ đặt bài, không phải của Phật nói. Lại có người sửa đổi tăng phục, không tin nhân quả, nói các thứ cứng là đồ chay, chẳng phải máu huyết, ăn không có tội. Họ không chịu kham khổ tu hành để cảm hóa quần sanh, trở lại dùng tà pháp mê hoặc người, đem kinh Phật diễn giảng sai lầm như mưa sa gió loạn, dối gạt tín chúng để mong sự cúng dường. Những bọn đó toàn là tà ma ngoại đạo lẫn vào trong chánh pháp, làm đứt bất huệ mạng của Như Lai, thật đáng xót thương. Vậy ngươi phải noi theo chí nguyện sư phụ, hộ trì những đại già lam của ta đã tu chỉnh lúc còn sanh tiền. Trong tương lai khi đến các nước thuyết pháp giáo hóa, nên thực hành theo lời dạy của ta. Bởi duyên ấy, lúc mới truyền pháp ta đặt cho ngươi hiệu là Phục Hưng, chính do nơi dụng ý đó, ngươi có hiểu chăng? Dừng lại giây phút, sư phụ tôi bỗng thốt lên giọng rỗn ràng, nhấn mạnh từng tiếng một: Chí tùng một sắc trời sương tuyết, nguyện biển ba ngàn nước lặng trong. Sau khi sư phụ dứt lời, Diên Quán pháp sư hóa thân của Đức Quán Thế Âm đưa tôi ra ngoại diện cõi đâu xuất để tham quan cho biết. Chỉ thấy mọi nơi ánh sáng đẹp giao xen, các đoàn tiên cầm dị điểu nhiều màu so cánh búa hát, giọng thảnh thót dịu dàng dễ gợi lòng rung cảm. Tiếng thiên nhạc xa gần thanh điệu du dương, các điệp âm chuyển khúc rất là tuyệt vời. Chư thiên nam thiên nữ thiên đồng mặc đủ sắc y phục, trang sức nhiều thứ bảo trân, thức tha như mây trắng, lớp dày đàn múa hát, lớp bài đội chỉnh tề, du nhàn tự tại. Khắp nơi hoa thiên sắc lạ như gấm đua nhau tươi nở, vẻ kỳ diễm thật vô cùng. Đó đây ẩn hiện những tháp báo, đình đài, lầu cát, cung điện phóng lên tia sáng chói lòa. Đại khái thật là phong cảnh thiên tiên siêu tuyệt hồng trần, nhân gian khó sánh được trong muôn một. Tôi một mặt thưởng ngoạn, một mặt chỉ biết nức nở khen ngợi. Đức Quán Thế Âm chỉ một tòa bảo tháp ở xa xa, cao lớn như núi Côn Lôn, phóng ra trăm sắc kỳ quan, bảo đó là chỗ Thái Thượng Lão Quân ở, gọi là Luyện Đơn Đại Tháp. Tôi phóng tầm mắt nhìn xa, thấy một tòa điện tháp to như núi, kỳ tuyệt tráng lệ, chợt ẩn chợt hiện, bị các lớp mây che chắn nên không biết bao nhiêu tầng, chỉ thấy bề ngoài chẳng được rõ bên trong. Bồ Tát lại bảo tòa tháp này là chỗ tiến tu của các trung thượng tiên,
xung quanh có nhiều hàng linh nguyên thọ. Bốn thời đều đâm qua kết quả. Hàng đạo gia luyện đơn khi tu hành thanh tịnh, duyên phước huệ tốt đẹp, ngưng thần trổ qua thành cái đinh nguyên ở thiên giới. Lúc công quả viên mãn sẽ tiến lên ngôi thượng tiên. Nếu sức tu biến trễ lơ là, cây đó lần lần héo khô rồi ẩn mất. Nói xong, ngài lại thôi thúc: thời gian không còn nhiều, bây giờ ta đưa ngươi sang thế giới Cực Lạc ở phương Tây, nơi đó còn siêu thắng hơn đây bội phần. Riêng cõi nhân gian thì kém xa, chẳng thể nào đem so sánh luận bàn được. Phần 4. Hoa sen hạ phẩm. 9. Từ Đâu Xuất Thiên Cung đến cõi Cực Lạc. Lúc ấy, tôi lại tiếp tục trì chú Lăng Nghiêm. Hoa sen lại hiện ra đỡ gót, đưa thân hình bay bổng lên hư không, bên tai liên tục vang tiếng do do không ngớt. Nhưng tôi không cảm biết là có gió, tốc độ vượt mau như điện chớp. Tất cả cảnh đẹp cõi trời lướt nhanh qua thân mình như bị hốt hít ra đằng sau. Ước độ nửa giờ, tôi nhìn xuống phía dưới, thấy vàng rồng trải đất, cây báo bài hàng, cao không biết mấy mươi trượng. Đức Quán Thế Âm dạy: đã đến nơi rồi, nên ngưng trì chú cho tòa sen hạ xuống. Bảo thọ cây quý ở nơi đây là toàn do các thứ kỳ trân hiện thành, hoặc lưu ly lá bạch ngân, hoặc cành tử kim lá bích ngọc. Lá cây là có nhiều hình thái, hoặc hình tròn, hình dài, hình cánh sen, hình bảo bình, hoặc hình tam giác, ngũ giác, lục giác, bát giác. Hoa lá xen nhau tuôn ra các tia sáng đủ màu. Các loài chim báo thân sắc tươi đẹp cũng phát quang tùy mỗi vẻ. Ngoài những phi cầm mà người trần có thể biết được như bạch yến, hồng hạc, hoàng ly, châu tước, thanh phượng, tạp sắc anh vũ, còn có những loài chim lạ như hai đầu, ba đầu, bảy đầu, hai cánh, bốn cánh hoặc sáu cánh. Loài trên cầm, loài chim quý tự do bay lượn, múa hát hoặc niệm thánh hiệu chư Phật hoặc sướng kinh văn. Các nơi đều có lan can báo dây quanh tùy mỗi khu vực. Đức Quán Thế Âm bảo: kinh Phật nói bảy lớp lý châu, bảy lớp hàng cây là đề cập sơ lược qua cảnh giới này. Bên tai tôi còn nghe những ngữ âm khác lạ giảng diễn, nhưng hoàn toàn không thông hiểu được. Bồ Tát nói: Đức Phật và chư thánh chúng nơi đây đều nghe hiểu các thứ tiếng đó. Trên đường rảo bước đi, tôi thấy nhiều bảo tháp, lầu cát lạ đẹp nhiều màu, hoặc ở mặt bảo điện, hoặc lơ lửng giữa hư không, có mây nâng đỡ. Trong giây phút, tôi đến một tòa đại kim sơn sáng rỡ, so với núi Nga Mi ở Trung Quốc còn cao lớn hơn vạn bộ. Không một điểm nghi ngờ, tôi biết mình đã đến trung tâm thế giới Cực Lạc. 10. Tình huống khi gặp Phật. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm đưa tay chỉ bảo: đã đến chỗ Phật ngự, Đức A Di Đà đang ở trước mặt, người có trông thấy chăng? Tôi ngơ ngác thưa: còn chỉ thấy một tòa vách đá vàng cao mà thôi. Bồ Tát nói: hiện thời ngươi đang đứng trước đầu ngón chân của Phật đó. Lời của ngài vượt ngoài ước đoán, làm cho tôi kinh hãi, vội hỏi: thân Phật cao lớn như thế, làm sao con có thể chiêm ngưỡng được? Thật ra tình cảnh này chẳng khác gì con kiến đang đứng trước những tầng nhà lầu cao chọc trời của nước Mỹ. Dù cho ngẩng đầu hết mức nhìn lên, cũng không thể nào thấy toàn thể được. Đức Quán Thế Âm dạy: ngươi mau quỳ xuống cầu xin Đức Phật A Di Đà gia bị và cảm tạ ơn ngài đã hộ niệm đưa mình đến thế giới Cực Lạc. Tôi vâng lời, rồi quỳ xuống chí tâm cảm ơn cầu nguyện. Trong giây phút, đột nhiên tôi cảm thấy mình to lớn không ngừng, cho đến khi tôi cao tới rúng của ngài. Ở mức độ này, tôi mới nhận biết được Phật đang ngự trước mặt mình. Lúc ấy, ngài đang đứng trên đài sen báo to lớn, không biết rõ cao bao nhiêu tầng cánh. Mỗi cánh hoa ở mỗi tầng đều có bảo tháp đẹp màu, phóng ra muôn ngàn sắc quang minh. Trong ánh sáng lại có vô số hóa Phật ngồi đài bảo liên. Đồng thời tôi lại thấy hiện ra một tòa đại điện, sắc kim bích giao sen, quy hoàng tráng lệ. Lại phóng xa tầm mắt nhìn ra xung quanh, một vùng gồm những cây ngọc, ao báo, đường vàng, trân cầm, lưới châu, mưa hoa, thiên nhạc, lầu cát, câu lân, khiến cho tôi nhận thức được khái quát phần nào toàn cảnh Cực Lạc. Bây giờ Diên Quán lão pháp sư cũng hồi phục chân hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Toàn thân sắc hoàng hồng chói suốt, từ bảo thể y phục thiên quang phát ra trăm ngàn loại ánh sáng, dung mạo tuyệt đẹp, khó nhận biết được là nam hay nữ.
thần tướng của ngài cao lớn hơn tôi rất nhiều, ước độ tới ngang vai của bậc Amida. Tôi đứng giữa bao nhiêu cảnh đẹp thắng diệu ấy, mắt nhìn ngơ ngẩn. Hiện tại nếu muốn đem cảnh giới đó trình diễn ra, e rằng trong 7 ngày đêm thực cũng không hết. Chỉ riêng pháp tướng trang nghiêm có sáng dí của đức Amida, dù nói nửa ngày vẫn chưa xong. Chẳng hạn như đôi mắt cánh hoa sen xanh biếc của Phật, rộng mênh mang như biển cả, hàm ẩn như nhiệm màu, nói ra sợ người trần không tin, nhưng sự thật là thế. Cứ theo kinh nói, thế giới cực lạc phương Tây cách cõi ta bà phương Đông này 10 muôn ức Phật độ. Nếu dùng quan niên tính kể, khoảng đường ánh sáng đi trong 1 năm, cứ 1 giây ánh sáng đi khoảng 300.000 cây số. Không biết bao nhiêu ức triệu năm ánh sáng cũng không thể đi đến, vì một Phật độ có khi gồm nhiều cõi đại thiên. Tây phương tam thánh quang lâm 10 phương để tiếp dẫn chúng sanh thuộc về ý sanh thân, tưởng đến đâu là hiện thân đến đó. Không thật có tướng đến cùng đi, ý tưởng đi rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Và thần thức của chúng sanh tới được cực lạc đều do thần thông của Phật cùng nguyên lực của mình. Sự tới được cực lạc của tôi hoàn toàn do sức hộ niệm của Phật và thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi chiêm ngưỡng từ dung của Đức Amida, tôi chí thành đảnh lễ rồi quỳ xuống cầu xin chỉ dạy. Đức Phật bảo: Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ngươi đến đây là để ngươi tận mắt trông thấy thánh cảnh, rồi trở về Ta Bà thuật lại, khuyến tấn chúng sanh nơi đó tu hành. Vậy ngươi hãy mau đi tham quan các nơi, vì thời gian không còn nhiều nữa. Lúc ấy tôi đang kinh ngạc về cảnh thù thắng ở Tây Phương, lại cảm ngộ vì cõi dân gian nhiều thống khổ, liền tha thiết yêu cầu: Bạch Thế Tôn, ở cực lạc an lành, dễ tiến tu, con không màng trở lại cõi người, xin Đức Thế Tôn xót thương cho con lưu trụ. Phật bảo: Chẳng phải ta thiếu từ bi, không cho ngươi ở lại, nhưng vì trách vụ của ngươi còn phải trở về quá độ cõi nhân hoàng. Giả lại, 2 kiếp về trước, ngươi đã được chư thánh đến nghênh tiếp giảng sanh về nơi đây. Song vì ngươi còn chí nguyện muốn ở lại Ta Bà để độ thân quyến cứu đời, nên do tiền duyên, ngươi phải trở về để hoàn thành tâm nguyện đó. Tiếp theo, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Kiếp trước giảng sanh đã được duyên, vì muốn cứu đời độ cửu quyền, cho nên nay phải hoàn tâm nguyện, sau sẽ đồng về cửu phẩm liên. 11. Bảo điện Đức Phật ngự. Sau khi nghe kệ, toàn thân tôi rung động, liền nhớ lại tình cảnh sắp giảng sanh đời trước như hiện trước mắt, tự nhiên im lặng, không nói lời chi được. Đức Amida bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông mau đem Sa Môn này đi tham quan các nơi. Tôi đảnh lễ tạ ơn Phật, rồi cùng Bồ Tát bước lui ra. Xung quanh tòa đại điện, tôi đã thấy kỳ trước, từ bảo thọ, bờ ao, lan can đều do các thứ báo hợp thành, tuôn ánh sáng rực rỡ như đèn điện, đèn nê ông. Điều rất kỳ lạ, những sắc tướng đó tuy hữu hình, nhưng có lẽ là như ý bảo, bảo vật như ý, nên không chướng ngăn. Muốn qua có thể đi xuyên qua, muốn chất ngại, chất cản trở, liền thành chất ngại. Trên cổng đại điện hiện 4 kim tự lớn, hai bên có liễn đối. Tôi chỉ nhớ được 1 chữ, còn 3 chữ kia thì không sao ghi nhận rõ. Đức Quán Thế Âm bảo: Nếu dùng hoa văn để giải thích, 4 chữ đó có thể đọc là Đại Hùng Bảo Điện hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Tòa đại điện kim bích quy hoàng ấy rộng lớn vô tỷ, có đến mấy muôn vàng Bồ Tát, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ở trong hay ngoài điện. Toàn thể chư vị đều thân kim sắc đẹp sáng, chiều cao so với Phật chỉ kém 1 chút. Do sự giới thiệu của Đức Quán Thế Âm, tôi được biết nhiều vị Bồ Tát như Đại Thế Chí, Mạng Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Thường Tinh Tấn, Vô Tận Ý, Bảo Đàng Quang. Đức Quán Thế Âm lại bảo: Như thế cũng đã tạm đủ. Bây giờ ta lần lượt đưa ngươi đi chiêm quan từ hạ phẩm đến trung phẩm rồi thượng phẩm. 12. Thân tướng và sự sinh hoạt ở hạ phẩm. Tôi đang tiến bước theo chân Bồ Tát, bỗng phát giác ra thân mình lần lần rút nhỏ lại. Khi hiện tượng đó xảy ra, tôi lấy làm lạ hỏi Đức Quán Thế Âm: Tại sao thân con lần lần rút nhỏ lại thế? Ngài đáp: Nơi cõi cực lạc, chúng sanh thuộc các phẩm, nhân vì cảnh giới không đồng nên chiều thấp cao lớn nhỏ có sai khác. Hàng thiện nhân ở thượng phẩm cao lớn hơn trung phẩm, nhưng so với hạ phẩm lại cao lớn hơn. Như thân chư thiên ở cõi trời, tầng thấp kém hơn tầng cao.
Các thiên giới càng cao, thân lượng lại càng vượt hơn gấp bội. Hiện tại chúng ta đang đi từ thượng phẩm sang hạ phẩm, nên thân thể phải lần xuất giảm cho đồng cao độ với chúng sanh ở phẩm đó. Vừa đi vừa nói, bất giác đã tới hạ phẩm liên kỳ. Nhìn kỹ, tôi thấy mặt đất nơi đây đều do quý kim pha bảo chất tạo thành, nên vừa phát ánh sáng vừa trong suốt. Đi độ khoảng đường nữa, trước mắt hiện ra một quảng trường rộng lớn, có nhiều nữ nhân đang dạo chơi. Đây là những nữ hài tử độ 13, đầu kết hai búi tóc, cài các thứ hoa tím, đỏ, vàng, trắng, thân mặc quần sắc hồng đào, áo màu thanh đạm, lưng thắt đai vàng. Tất cả đều một loại trang phục, dung nhan đều tươi đẹp khác thường. Lòng tôi nảy mối nghi ngờ, hỏi Bồ Tát: theo trong kinh, ở thế giới Cực Lạc không có nam nữ phân biệt, tại sao nơi đây lại hiển hiện nhiều nữ hài tử? Ngài đáp: đúng như thế, ở đây không phân tướng nam nữ. Ngươi hãy tự nhìn kỹ lại xem mình thế nào. Bị Bồ Tát cảnh báo, tôi kinh lạ, chợt phát hiện ra mình cũng biến thành thân nữ hài 13 tuổi, trang phục đồng một dạng thức như các nữ chúng kia. Tôi tiếp tục hỏi với giọng đầy kinh ngạc: tại sao lại như thế này? Đức Quán Thế Âm lộ vẻ từ bi, mỉm cười bảo: nơi đây có một vị Bồ Tát làm chủ tể, muốn biến nam thì toàn chúng đều hóa thành nam, muốn biến nữ thì toàn chúng thành nữ. Kỳ thật, chẳng luận biến nam hay nữ, khi đã hóa sanh trong hoa sen, tức không còn thân huyết nhục, thể chất đều là ngọc bảo trong suốt, bên ngoài chỉ có tướng người, thật ra không phân nam nữ. Tôi quan sát lại thân thể mình, quả đúng như lời Bồ Tát nói, không thấy da thịt xương gân tủy não, chỉ là chiếc cầu thủy tinh trong trắng. Nhưng chúng thuộc phẩm hạ hạ, vì còn nhiều phiền vọng nên đều là đới nghiệp giảng sanh. Song chẳng luận trẻ già nam nữ ở nhân gian, khi đã gửi chất nơi hoa sen Cực Lạc, tất cả đều hóa thành thân hài tử phi thường xinh đẹp, thức ăn mặc cũng đều tự nhiên hiện thành. Tôi hỏi Bồ Tát: tại sao chúng hữu tình sanh đến đây đều đồng tướng trạng tuổi tác như thế? Ngài đáp: đó là bởi phần tánh bình đẳng, do nguyện lực của Đức A Di Đà, nên người nào đã sanh về nơi đây đều được đãi ngộ như nhau. Tỷ như ở nhân gian, trai hay gái khi mới sanh đều đồng một dạng, không mấy sai khác. Nơi phẩm hạ hạ, mỗi ngày sáu thời, có một thời được nghe diễn giảng cho một vị đại Bồ Tát chủ trì. Đến lúc giảng kinh, khi tiếng chuông reo vang, chúng thiện nhân ở trong lầu cát nơi hoa sen đều một loạt biến thành nam hay nữ hài tử, đồng một trang phục xanh, vàng hoặc đỏ, trắng như nhau, cùng hội hợp đến nghe pháp âm. Chúng sanh đó ba ngày thì ra khỏi lầu cát du ngoạn, kêu vũ, ca hát hoặc ngồi thiền, niệm Phật tụng kinh. Đến thời yên nghỉ, tất cả đều trở về hoa sen riêng của mình. Có người không nghỉ ngơi, lại tiếp tục tu trì. Ở đây khi hoa nở, chim kêu là ban ngày, hoa khép, chim ngừng hót là ban đêm. Ngoài ra cảnh trí đều luôn luôn tươi sáng huy hoàng, không có ngày đêm phân biệt. Đức Quán Thế Âm lại bảo: bây giờ ta đưa ngươi đến quãng đường gần nơi điện và ao báo để được tăng thêm kiến thức. Tôi vâng lời. Theo Bồ Tát đến cửa một đại điện trong vùng kim địa thật rộng rãi, có lan can đẹp bao quanh giáp dọc. Ban sơ chỉ thấy độ mấy mươi nữ hài, trong giây phút lần lượt kéo đến cả hàng trăm ngàn muôn vị đồng sắc phục, dân tập đầy chật trong đại điện, như để cho tôi chiêm quan được rõ ràng hơn. Đối với họ thì đây là việc rất dễ, nhưng ở dân thế, muốn tập trung số người đông đảo như vậy, tất phải khó khăn, mất nhiều thời gian. Xem khắp nơi xong, tôi lại được đưa đến một ao báo rộng lớn như biển. Nước ở đây trong sáng dường như vô hình, nhiệm màu khó tả, không giống chất nước ở ta mà. Bồ Tát bảo tôi nên xuống tắm gội qua giây phút. Tôi thưa: như thế y phục bị ướt hết. Ngài đáp: không ướt, đây là Ma Ni Bảo Thủy. Tôi vâng lời bước xuống tắm với vẻ rụt rè e ngại, nhưng quả nhiên y phục chẳng ướt. Điều rất lạ, tôi vốn không biết lội, sợ mình bị chìm xuống đáy ao. Trái lại, khi đã xuống, muốn thân thể chìm, nổi, qua lại đều tùy ý. Lúc ngồi yên, muốn nước dâng đến đâu cũng tùy tâm nước lên tới đó, thật đúng là như ý thủy. Tôi thử uống một hớp, cảm thấy thơm mát ngon ngọt, lòng thích thú liền uống no. Càng uống càng thấy tinh thần tươi khỏe, toàn thân phơi phới nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên. Thật quả là nước bát công đức. Lại thử sờ vào y phục, rất lạ, không có điểm nào bị thấm ướt,
Đang lúc tôi lướt nhẹ trong nước đến giữa ao, thấy rõ có nhiều hoa sen to đẹp, nở tươi sáng rỡ. Mỗi đài hoa đều có người ngồi kiết già niệm Phật. Một ít hoa sen khô héo sắp tàn. 13. Những phản ảnh của vọng nghiệp nơi phẩm Hà Hà. Như đã nói ở trước, chúng hữu tình sanh vào phẩm Hà Hà đều thuộc về đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh nghĩa đã rõ, nhưng sao gọi là đới nghiệp? Đây là những chúng sanh ở Ta Bà, hoặc đã tạo ác mà biết sám hối tu hành, hoặc tuy từng làm lành niệm Phật, song tâm còn nhiều phiền não vọng tưởng. Những chúng sanh đó khi lâm chung được thiện tri thức khuyên dạy, hoặc bỗng từ hối ngộ, chí tâm niệm Phật, một lòng không loạn, nên tạm thời được sự cảm thông, nương nguyện lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, mang vọng nghiệp sanh về Cực Lạc. Bởi sức tu kém, vọng tưởng còn, nên chỉ dự được vào bậc hạ phẩm hạ sanh. Nhưng chính phẩm Liên Đài ở cõi Tây Phương, muốn từ phẩm Hà Hà lần tiến lên phẩm Thường Thường phải trải qua nhiều kiếp. Khi đã đến phẩm Thường Thường, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi, lại phải phân thân khắp mười phương thế giới, tu sáu độ muôn hành, cứu tất cả chúng hữu tình. Chừng nào phước đức trí huệ nhân duyên đầy đủ mới có thể thành Phật. Kinh nói, ở Ta Bà tinh tấn tu một ngày, công đức bằng nơi cõi Cực Lạc tu một kiếp. Cho nên ở Tây Phương, từ phẩm thấp tiến lên phẩm cao cần phải có thời gian. Còn ở Ta Bà, nếu chịu khổ nhọc siêng tu, có thể chỉ trong 5-7 năm từ hạ phẩm tiến lên trung phẩm. Thân người khó được, cảnh khổ khó tu. Nếu biết mượn thân người ở trong cảnh khổ đời mạt hậu này mà gắng tu, thì công đức lớn lao vô tỷ. Cõi Ta Bà có nhiều nỗi khổ như sanh già bệnh chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không tội ý và ngủ ấm thành. Đó là bát khổ. Ngoài ra còn tam khổ là hoại khổ, khổ khổ, hành khổ. Ở thế giới Cực Lạc, dù cho người hạ phẩm hạ sanh, tuyệt đối không có các điều khổ như đã nói. Bởi nơi cõi này chỉ thuần vui mà không khổ. Tuy nhiên, chúng sanh trục phẩm Hà Hà phải tu hành trong thời gian dài, trải qua 12 kiếp mới được lên cấp trên. Trong quá trình từ thấp tới cao, cho đến khi chứng quả, đều chỉ ở Cực Lạc, không còn bị sa đọa luân hồi nữa. Hoa sen phẩm Hà Hà nơi cõi an dưỡng không đồng với hoa sen ở nhân gian, mà đường kính rộng lớn từ 1 dặm đến 3 dặm. Trên đài hoa có lầu cát cao 3-4 tầng. Toàn thể hoa và lầu đều tuôn ra từ các thứ ánh sáng tùy màu sắc, như hoa xanh ánh sáng xanh, hoa vàng ánh sáng vàng. Chúng sanh ở lầu cát nơi đài sen, nếu khởi các thứ vọng tưởng thì hoa trở nên ảm đạm không sáng suốt. Trái lại, như quả không vọng tưởng, trong tâm thanh tịnh thì toàn thể đều phát ra tia sáng chói rực quy hoàng. Đức Quán Thế Âm bảo, chúng hữu tình vì nhiều kiếp tạo các nghiệp không đồng, nên sau khi đến nghiệp giảng sanh, sự phản ảnh của vọng nghiệp cũng sai khác. Phẩm Hà lại chia thành 3 bậc: Hà Hà, Hà Trung và Hà Thượng. Nên sức nghiệp của loài hàm linh nơi này cũng có nặng nhẹ khác nhau, mà phần lớn là nghiệp ân ái và tham luyến lợi lộc quyền danh. Khi sức nghiệp đó phản ảnh ra, cảnh giới giống như người đời nằm mộng. Này ta đưa ngươi đi xem vài trường hợp như đã nói. Tôi theo Bồ Tát qua vài đoạn đường quanh, liền thấy một hoa sen màu sắc ảm đạm. Lần bước tới gần xem, trên đài lộ hiện ra lầu cao nhà rộng, phòng ốc tráng lệ, sang cả như hoàng cung. Vườn hoa xung quanh 10 phần tươi đẹp. Trong nhà, các trân bảo và cổ vật đều có giá trị liên thành, cách bài trí phi thường trang nhã. Trong nhà, già trẻ trai gái độ vài mươi vị, y trang đồng với cõi người, rất là sang đẹp. Gia nhân ra vào náo nhiệt, dường như đang sắp bày yến tiệc vui. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao ở cõi Cực Lạc lại có hình thức sanh hoạt của gia đình nhân gian? Ngài đáp, đương sự đây tuy lúc lâm chung 10 phần thanh tịnh được đới nghiệp giảng sanh, song dòng niệm lũy kiếp tích chứa nhiều kiếp còn nhiều, tâm tham luyến hồng trần chưa dứt. Vài mấy người trong nhà đó đều là cha mẹ, huynh đệ, thê thiếp, dâu con cho đến thân thích. Mỗi ngày khi chúng sanh này về tới lầu cát trong hoa sen để yên nghỉ, thường vọng tưởng đến những nhân vật đó, nên quyển cảnh lại hiện ra. Ở Cực Lạc chẳng có sự khổ, cầu không tội ý. Cho nên khi tưởng tới cha mẹ, thê nhi, lầu đài cho đến sơn hào hải vị, thì những ảnh tượng đó liền xuất hiện. Như tình huống người ở Ta Bà khi nằm mộng thì buồn vui đủ cả,
lúc tỉnh ra mọi việc thấy hoàn toàn không. Lời của Bồ Tát khiến cho người trần gian chúng ta thức tỉnh. Cuộc sống cõi đời nào khác chi một đường đại mộng. Khi hồn lìa khỏi xác, từ người cũng như của, có đem theo được cái gì đâu. Bồ Tát lại nói tiếp, thật ra người giảng sanh đến chốn này vọng tưởng còn nhiều hơn nhân gian, bởi nơi đây cách xa ta bà, duyên cũ mong gì tái ngộ. Nhưng cõi cực lạc có sức màu nhiệm, tưởng chi liền hiện ra cảnh ấy, nên người đã giảng sanh về đây đều được thỏa nguyện, thọ dụng không cùng. Cõi tịnh độ thuộc về chân không như ý bảo chất, do quyền lực phước đức của Phật từ nơi không hiện ra sắc đầy khắp mọi nơi. Cõi trời thuộc về thần chất, nhưng sức thần thông còn hữu hạn, kẻ chứng ngũ thông đôi khi sở cầu cũng không tuệ ý. Cõi người thuộc về vật chất bị ngăn cách nhiều lớp, sở cầu khó thực hiện. Tôi lại hỏi, vọng cảnh với thanh tịnh thật cảnh của Phật khác nhau thế nào? Bồ Tát khai thị, thật cảnh thuộc về thường trú, hằng lặng lẽ chiếu sáng khắp nơi. Vọng cảnh vô thường, quyển hóa tùy duyên giữ lành thay đổi. Chúng sinh ở ta bà đem hết tinh lực một đời tranh danh cướp lợi, chỉ nghĩ mình sống mặc cho người chết, không kể thiện ác. Họ đâu biết khi thọ số mãn, theo nghiệp luân hồi xa đọa, chịu khổ vô hạn, kể nói sao cùng. Cho nên muốn được thoát đi phải sớm giác ngộ. Chủ nhân trong ngôi nhà này cũng là người đồng hương của ngươi, nên vào nơi đó xem thử. Tôi y lời dạy, bước vào tòa lầu cát, liền mục kích nhiều bàn đầy những sơn hào hải vị, độ 60-70 thực khách đang ngồi dự đại yến, ăn to uống lớn, nói chuyện ồn ào. Chủ nhân là một lão trượng, tuổi khoảng cổ hy, hơn 70 tuổi, có khí phách, tài đại hào phú. Ông thấy tôi vào, liền bước ra chào hỏi: quý khách từ phương nào đến? Tôi dùng tiếng bản xứ đáp: đệ từ huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến đến. Nghe tôi nói, chủ nhân nhận là người đồng hương, mặt đầy vẻ hoan hỷ, vừa gật đầu đưa tay mời: tốt lắm, rất hân hạnh, xin mời ngồi dự tiệc. Tôi hỏi tiếp: ngài có hỷ sự chi mà bày đại yến hội như thế? Ông cười hỏi lại: quý khách có duyên gì lại đến trùng hợp vào lúc này? Tôi chỉ ra ngoài cửa đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát đưa tôi đến đây để tham quan. Chủ nhân vừa nghe câu đó, toàn thân liền rung động, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cảnh náo nhiệt trước mắt như tòa đại hạ cùng thực khách đột nhiên ẩn mất. Lão nhân bỗng biến thành nam hài tử 13 tuổi, thân thể lưu ly trong suốt, ngồi trên hoa sen, 10 phần tươi đẹp. Tình huống này như Đức Quán Âm vừa nói, cảnh tượng đều do vọng tưởng mà sanh, vọng tưởng diệt, cảnh cũng diệt theo. Sau đó nam hài tử lại nói: kiếp trước ở ta bà, tôi là một đại phú thương thuộc hàng vọng tộc, người huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, cư ngụ tại Hàm Giang, thôn Đa Đầu, tên Lâm Đạo Nhất. Khi Lâm Chung được thiện tri thức khuyên nhắc, nên tôi nhiếp tâm trong 10 niệm mà được giảng sanh. Điều đáng thẹn là dòng nghiệp cùng niềm ân ái của tôi còn quá nhiều, nên mới hiện ra huyễn cảnh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát từng điểm danh 2 lần, bảo tôi phải sửa đổi. Bây giờ bệnh cũ lại tái phát, chưa bỏ chưa xong. Khi lâm biệt, sắp từ biệt, hài tử tiền thân là Lâm Đạo Nhất lại căn dặn: tôi có đứa con tên Lâm A Dượng, hiện ở Singapore. Khi pháp sư trở về ta bà, nhớ chuyển lời nói nghiêm đường của nó đã giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, chớ nên cúng dỗ và bi thương, mà phải cố gắng nối gót cha, làm phước, niệm Phật tu hành. Bồ Tát lại đưa tôi đến một nơi vách đá cao gần vực thẳm. Nhìn kỹ, tôi bỗng phát giác ra hiện tượng kỳ lạ. Một người nữ, tuổi độ 20, mặc đồ đen, kiểu phục sức nhân gian, đang ngồi ở mé vực, kêu gào tương khóc. Tôi thầm nghĩ, thế giới cực lạc chỉ thuần vui không khổ, tại sao nơi đây lại có người thương khóc như vậy? Đức Quán Thế Âm biết ý niệm đó, liền bảo tôi tới hỏi xem, sẽ được rõ. Tôi dâng lời đến nơi, chắp tay hỏi: cô có điều chi mà kêu khóc vì ai như thế? Nữ nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, chẳng những không thương khóc, chợt quay lại cười đáp: đây là do tâm tôi kinh động nên hiện ra cảnh vọng quyển đó thôi. Nói xong, vị này vội trở lại ngồi thẳng nơi ba xe trong ao, hóa thành nữ hài 13 tuổi, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Vách núi cao và vực thẳm đồng thời đều biến mất. Lúc ấy, nữ hài tử liền tự giới thiệu: tôi là người ở Thuận Xương, tỉnh Phước Kiến, tên là Đã Quy Y Tam Bảo. Vào năm 1960, tôi quyết chí xuất gia, nhưng bị chính quyền quyết định không cho.
tình thế bức bách, tôi kêu thương niệm Phật rồi nhảy xuống vực sâu tự sát. Nhờ đức Quán Thế Âm rộng nguyện đại từ bi, xét biết tôi từ lâu tu luyện chí thành nên tiếp dẫn cho sanh về tịnh độ. Bởi tôi mới giảng sanh, niệm kinh đồng chưa dứt nên bất chợt vọng nghiệp ấy phản ảnh hiện ra cảnh giới kinh hiểm đó. Tuy nhờ Bồ Tát mấy phen thuyết pháp nhưng vẫn chưa dứt trừ quyển vọng. Tôi sanh niệm Quan Thiết Bảo, cô hãy lưu ý, vị đứng gần bên tôi có phải là Bồ Tát đó chăng? Nữ nhân nghe nói liền nhìn kỹ lại rồi vội vàng quỳ xuống đảnh lễ. Ngài dạy, ngài hãy xuống bảo trì, dùng nước bát công đức tắm gội, lần lần vọng nghiệp sẽ tiêu trừ, tâm niệm thanh tịnh phục hồi chân tánh bản lai. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao trong ao báo lại có hoa sen khô tươi suy thành như thế? Bồ Tát đáp, các đóa hoa suy khô là những người ở Ta Bà ban sơ phát lòng thành tín, siêng năng niệm Phật, gieo nhân sen lành, nên khiến trong ao thất bảo quá xanh hoa sen lần lần to lớn tròn sáng đẹp tươi. Nhưng các chúng sanh đó chỉ tinh tấn được một thời gian rồi công phu lần hồi biến trễ. Khi lòng tin không còn bền vững thì chẳng những sự niệm Phật lơ là bỏ phế mà có khi còn tạo nhiều điều ác nữa. Do đó hoa sen lần lần khô héo, cọng sen gãy đổ rồi biến mất. Người xem, cánh sen khô gãy này là của một người ở tỉnh Giang Tây tên Ban Sơ. Kẻ đó trường chay niệm Phật, sao vì làm quan nên không trì niệm, lại còn ăn mặn tạo ác, hiện đã bị chính quyền tuyên án tử hình, nên cành sen khô héo và sẽ mất vàng. Còn cành sen khô gãy kia là của một người ở huyện Vĩnh Thái quy y tinh tấn niệm Phật đã 3 năm, và báo hiện thành cực tươi đẹp. Về sau kẻ ấy tham đắm tài lợi, mãi lo việc kinh doanh không tu hành, lại dùng đủ cách để mưu cầu của tiền phi nghĩa. Dù việc bị phát giác nên phá sản, nợ nần chồng chất, cùng trí rồi tự vẫn. Do đó cành sen phải chết khô. Tôi thưa bạch Bồ Tát, Thường Lượng Pháp Sư lúc còn sống có nói cho con biết, chí tâm niệm một câu Phật diệt được vô lượng tội, sanh trưởng vô lượng phước. Kẻ kia niệm Phật đã 3 năm, tại sao không có công đức mà kết cục lại bị thảm cảnh như thế? Ngài đáp, lời đó hàm ý sơ lược khái quát và chỉ có tánh cách sách tấn đối với người chưa hiểu Phật pháp mà thôi. Phải biết chí tâm niệm Phật tuy sanh vô lượng phước lành, song chí tâm làm ác cũng sanh vô lượng tội chướng. Niệm Phật rồi tạo tội, đem công trừ tội, tất phước cũng không còn. Tuy nhiên kẻ niệm Phật rồi tạo nghiệp, nếu biết ăn năn sám hối, quay đầu hướng thiện, thề không dám tái phạm, phát lòng tinh tấn niệm Phật như xưa, thì tội chướng lần tiêu, phước huệ lần lớn, trong ao bát công đức hoa sen sẽ lại đâm chồi nở cánh tốt tươi, cuối cùng vẫn được đới nghiệp giảng sanh, tiến lên quả vô thượng Bồ Đề, không còn thoái chuyển. Bồ Tát chợt dừng lại trong giây phút rồi nói tiếp, lại còn một điều, có kẻ miệng tuy vẫn niệm Phật nhưng trong lòng còn ô nhiễm đắm sắc tham tài, đôi khi nảy sinh tâm ganh tị, giận hờn, tranh chấp, thầm lén hại người. Kẻ ấy dù còn chút công đức nhưng bị các chướng nghiệp đó thì không được giảng sanh về tịnh độ, chỉ gieo nhân sen đắc độ về sau mà thôi. Cho nên tất cả thế gian, bất luận giàu nghèo sang hèn, trí ngu lành dữ, trẻ già gái trai, đều biết phát lòng tính thành, giết giữ làm lành, trai giới niệm Phật trong ngoài như một, giữ công tu bền lâu suốt đời, tất qua sen nơi cõi tịnh quá hiện lớn đẹp sáng tươi. Khi lâm chung sẽ được tiếp dẫn về cực lạc. Người nào chí nguyện không bền, lúc trễ lúc siêng, hoa báo tuy phát sanh nhưng chẳng thể lớn mạnh tốt đẹp. Nếu lại làm ác thì sen phải héo tàn, đã không được giảng sanh mà còn bị đọa luân hồi nữa. Bồ Tát vừa nói tới đây, tôi chợt thấy một ni cô tuổi độ ngoài 30 rảo bước đi đến trước mặt. Tôi định thần nhìn kỹ thì vị đó là ni sư Pháp Bổn, trụ trì tại Dân An ở núi Dân Cư thuộc tỉnh Giang Tây. Cô thấy tôi liền vui mừng nói lớn, Quan Tịnh sư huynh đã tới đây, quan nghênh cung hỷ. Tôi hỏi, ni sư giảng sanh lúc nào mà tôi không được hay biết? Cô đáp, năm 1971 bị thế quyền ép buộc, tôi không chịu hoàn tục, trốn đến một vùng cô tịch rồi niệm Phật nhảy xuống sông tự trầm. Cái chết như thế cũng thuộc về tội ác, song nhờ Đức A Di Đà từ bi thương tôi một lòng tu niệm, chẳng nhiễm trần duyên, mở rộng cửa ân đức tiếp độ cho giảng sanh.
tôi vừa mới tới đây chưa được bao lâu. Tôi tiếp tục hỏi, những người đã sanh về phẩm hạ hạ đều hóa thành thân hài tử hơn 10 tuổi, tại sao sư muội hình tướng và tuổi tác đều giống ở ta bà? Cô đáp, tôi phải quyền hiện ra tướng cũ để sư huynh dễ nhận biết đó thôi. Đại huynh Khoan Trung có được khỏe mạnh không? Nhà sư huynh khi trở về thế gian chuyển lời nói tôi được giảng sanh, khuyên đại huynh cố gắng siêng cần niệm Phật, đừng lo buồn nghĩ đến tôi nữa. 14. Tịnh Quán Tháp và Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Vì lúc ấy bỗng có tiếng hồng chung trầm bổng rền vang, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo và thuyết pháp đã đến. Khi đó chỉ thấy hàng ngàn hàng muôn nam hài kéo đến như dòng nước chảy. Các nam hài tuổi độ 13, đồng y phục sắc hồng đào, thắt lưng đai vàng, đầu kết hai búi tóc, toàn thân đều là chất bạch ngọc trong suốt, trang phục thống nhất, hàng ngũ chỉnh tề. Đại chúng đều tụ họp với một liên đài cực to. Sau khi cùng nhau làm lễ, lại chắp tay đồng thanh niệm Phật. Bấy giờ thiên nhạc nổi lên, dìu dặt thanh tham. Trên hư không, các thứ trân cầm bay đến, đậu nơi những hàng cây báo chớp cánh múa ca, cùng hòa thanh niệm Phật. Tiếp theo một vị Bồ Tát, thần như tòa núi vàng, phóng ra muôn ngàn ánh quang minh màu khác lạ, hiện ra ngồi nơi hoa sen, cảnh tượng thật màu nhiệm, trang nghiêm, cùng cực. Đức Quán Thế Âm giới thiệu, đây là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay tới phiên ngài trị nhật, trực ban, nói pháp. Người vào tới đảnh lễ ngài và mười phương Phật Thánh. Tôi dâng lời đến quy lễ vừa xong, thì trên trời rơi xuống như mưa, nhiều loại hoa màu sắc tươi đẹp, cùng các vật báo lạ. Kế là khắp hư không, muôn ức quan sắc túa ra như điện chớp, xoay dần thành những tướng như đài mây, lâu cát, bảo cái tràn quang trông vô cùng đẹp mắt. Nơi khu vực hạ phẩm hạ sanh có ngôi điện đường tên gọi Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Do thần lực chư thánh và sức linh thông của tòa nhà này, mỗi khi Bồ Tát thuyết pháp chỉ dùng một ngữ âm mà chúng sanh ở thế giới nào, cõi nào, xứ nào, tỉnh nào đều nghe thành tiếng của nơi mình đã ở và đều hiểu được rõ ràng thông suốt. Dù lời hữu tình ở thế giới ta bà, Diệu Hỷ hay Tư Ha, thuộc cõi trời, người hay Tu La, cư ngụ tại nước Anh, Ấn Độ hay Trung Hoa, sanh quán ở tỉnh Quảng Đông, Triều Châu hay Phước Kiến, ai nấy cũng đều hiểu biết được, không cần phải thông dịch. Cho nên kinh nói, Phật dùng một tiếng nói diễn pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Phật diễn nhất âm, diễn thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đây là sự mầu nhiệm của môn Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Ở vùng Hà Hà Phẩm còn có một tòa bảo tháp cao rất nhiều tầng, tên gọi Tịnh Quán Tháp. Chúng sanh nơi đây khi muốn lên hay xuống tầng thứ mấy của tháp, vừa khởi niệm liền được lên xuống, chẳng cần phải dùng thang máy như cõi nhân gian ở ta bà. Trước đã nói, chư thiện nhân phẩm Hà Hà thân đều là chất ngọc trong suốt, nên không bị ngăn ngại. Chẳng hạn khi đến nơi nào muốn đi xuyên qua tường vách, tùy tâm khởi niệm liền được qua, dù cho cả ngàn muôn vị đồng tụ họp nơi một khoảng không gian cũng không cùng chướng ngại, chẳng có cảnh tượng chen lấn va chạm nhau. Sở dĩ như thế bởi các vị đó không còn nhục thân vật chất của cõi phàm. Tịnh Quán Tháp chẳng những cao mà còn rộng lớn phi thường, trong đây ảnh hiện ra cảnh mười phương thế giới. Nếu như muốn nhìn quả địa cầu, mặt trời hay mặt trăng nơi cõi ta bà, thì toàn thể cảnh ấy đều hiện ra. Địa cầu cùng có mặt chỉ to bằng hạt cát, nhưng nếu muốn nhìn cho kỹ, cảnh ấy liền mở rộng tùy ý mình. Chẳng hạn muốn trông rõ châu Á, châu Mỹ, tỉnh Vân Nam hoặc Vạn Lý Trường Thành cho đến ngôi nhà xưa mình đã ở, các cảnh ấy liền khuếch trương phóng to hiện rõ ràng trước mắt. Nói cách khác, Tịnh Quán Tháp là một tổng đài quan sát cảnh vật của toàn thể vũ trụ. Các vị được ngôi hạ phẩm trung sanh là những người bình thời ở ta bà, vừa niệm Phật vừa tập hạnh lành, gieo nhân phước huệ. Các vị được ngôi hạ phẩm thượng sanh là những người kiếp trước trong hành tiến vượt một tầng nữa, hoặc giữ thêm ngũ giới, bát quan trai giới, cố gắng bố thí làm lành, siêng tu nghiêm cẩn. Thân thể và cảnh giới của hai phẩm này đều cao đẹp hơn phẩm hạ hạ. Sau khi tham quan lượt qua các vùng ấy, Đức Quán Thế Âm bảo, thời gian hữu hạn, bây giờ ta đưa ngươi đi du lãm hoa sen ở Bảo Trì thuộc Trung Phẩm. Phần 5. Hoa sen Trung Phẩm, nơi phàm thánh đồng cư.
tôi theo Bồ Tát rời khỏi khu vực này, lại tiếp tục trì chú. Hoa sen liền hiện ra đỡ chân tôi bay vút lên hư không, vượt đi như chớp. Chỉ thấy vô số lâu cát, chót tháp lướt qua bên mình, rồi lui nhanh ra sau. Lúc ấy, tôi chợt cảm biết thân thể lần lần cao lớn thêm ra. Do bởi đài sen của bậc trung phẩm to rộng độ 700-800 dặm như một tỉnh của Trung Quốc, nên sắc thân những vị nơi đây cũng phải tương xứng. Tôi ước lượng từ nơi Singapore này đến Kuala Lumpur, đoạn đường trải qua khoảng hơn 180 dặm. Đài sen đó to rộng 700-800 dặm thì ước chừng nó phải rộng đến trung bộ của nước Thái Lan. Hoa sen và sắc thân của bậc trung phẩm đã như thế thì lầu cát và phòng xá tất nhiên cũng cao rộng, mới có thể dung nạp chư vị nơi đây. Đức Quán Thế Âm bảo: bậc sinh về trung phẩm phần lớn là hàng phàm thánh đồng cư, đủ cả bốn chúng, có chư tăng ni xuất gia cùng các nam nữ Phật tử tại gia ở Ta Bà. Người đã sanh về đây sánh với người hạ phẩm lại cao hơn một bậc. Những vị này đời trước đều có ý niệm thoát sinh ba cõi, nên khi ở nơi uế độ luôn siêng cần tu tập. Ngoài điểm tự tu lại còn tích cực làm những Phật sự như xây cất chùa am, ấn tống kinh điển, giảng giải Phật Pháp, bố thí làm lành, cúng dường trai giới. Bên trong họ lại giữ lòng từ, nhẫn, trung, thứ, dứt niệm tật đố, tham, sân. Do đó khi lâm chung, họ được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về đài sen trung phẩm. Nhưng sự tu trì của các vị ấy có sâu cạn khác nhau, nên trung phẩm có ba bậc là trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. Vừa đi vừa nghe lời chỉ dạy, giây phút đã tới một đại bảo điện. Tôi vào trong tham quan, đảnh lễ chư vị Bồ Tát. Sau đó, Đức Quán Thế Âm liền đưa tôi đi đến một ao báo rộng lớn. Hoa sen nơi đây sánh với hạ phẩm liên trì, lại tươi đẹp trang nghiêm gấp bội. Ao báo và câu lơn lan can bao vòng, xung quanh đều do thất bảo tạo thành. Hoa sen trong ao là nét xinh đẹp tuyệt vời, phóng ra nhiều quang sắc giao chiếu lẫn nhau. Cảnh trí thật là huy hoàng diễm lệ, khó nổi hình dung. Điểm ly kỳ hay lạ là hoa tòa có nhiều tầng cánh. Giữa mỗi lớp tầng cánh đều có đình đài, bảo tháp, lầu cát, phóng ra vô số tia sáng màu sắc khác nhau. Về mỹ thuật, nó khiến cho tâm tư người ta phải rung động. Chư vị ngồi trên đài hoa, thân sắc lẫn màu hoàng kim hồng đào sáng đẹp trong suốt, lại phóng ra ánh sáng. Phục sức của chư vị nơi đây đồng một dạng, tuổi khoảng trên dưới 20, không có người già cùng kẻ hài tử. Tôi nhìn lại chính mình, không biết đã biến dạng và tỏa ánh sáng giống như chư vị nơi đây từ lúc nào. Riêng Đức Quán Thế Âm vẫn còn giữ nguyên tướng cũ. Tôi lấy làm lạ hỏi, Bồ Tát liền giải đáp: tất cả đều do thần thông nguyện lực của Đức A Di Đà khiến nên như thế. Phật phóng ra vô lượng quang minh chiếu đến nơi đây, nên mọi vật đồng phản ánh tỏa sáng nhiều màu. Sự biến thể cùng trang phục của ngươi cũng vậy, trừ phi tự mình có sức thần thông hóa ra các tướng khác, nếu không thì tất cả đều thống nhất. Bồ Tát lại nói tiếp: ở trung phẩm liên trì có một ít hoa đài ảm đạm và lầu cát không phóng ra ánh sáng, nhưng đó không phải là thật cảnh nơi đây, mà do vọng tưởng bất thường của những vị đã giảng sanh huyễn hiện. Ngài liền chỉ một tòa lầu cát và liên đài mờ nhạt xa xa. Tôi nhìn theo, thấy khu bảo điện này có vườn hoa rộng rãi bao bọc xung quanh, trăm hoa đua nở như bức tranh cẩm tú khoe màu. Trên cây báo, trân cầm xòe cánh nhảy múa, sen giọng ca, cảnh trạng giống như nhà Dương Hầu nơi nhân thế. Giữa gian đại sảnh của tòa lầu cát có thờ phượng Tam Bảo. Một số gia nhân như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái cùng quyến thuộc, đủ cả trẻ già trai gái, gồm hơn 20 người
đang tụng trì lễ sám. Đức Quán Thế Âm bảo: vị này đã sinh về trung phẩm đây, kiếp trước toàn gia quyến đều quy y niệm Phật, bố thí làm lành, từ bi nhẫn nhục, nhưng tâm ân ái của đương sự vẫn còn, niệm vọng tình chưa dứt, thường nhớ nghĩ đến cảnh cũ, do sức phản ảnh của nghiệp nên mới hiện ra huyễn cảnh đó. Bồ Tát lại bảo: chín phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ thấp lần lượt đến cao, hạ phẩm tu thành công lại tiến lên trung phẩm, trung phẩm hoàn mãn sanh lên thượng phẩm. Tỷ như người tu môn thế gian thiền, từ ngôi vị đáo định dẫn đến sơ thiền, nhị thiền, rồi từ nhị thiền tiến vào tam thiền, tứ thiền. Tình hình diễn tiến của cửu phẩm liên đài lý cũng như thế. 15 nhỏ. Pháp hội ở khu vực trung phẩm. Bỗng nhiên có tiếng hồng chung ngân nga vang rền giữa hư không. Các cảnh tượng do phản ảnh của nghiệp hiện ra đều tan biến. Đại chúng đồng phục hồi thân nam tử 20 tuổi, thân sắc hồng nhàn chiếu sáng trong suốt, trang phục thống nhất. Dòng người càng lúc càng đông không thể tính kể, dân tập thành hàng đội nơi quảng trường. Đức Quán Thế Âm cho biết: hôm nay đến lượt hai vị Bồ Tát là Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn giảng kinh Pháp Hoa, người hãy đến nghe thử. Tôi vẫn ưa thích trì tụng kinh này nên dâng lời bước mau tới giảng đài nơi hội trường. Bốn phía trên giảng đài đều có lưới châu bủa văn tuôn trăm ngàn tia sáng rực rỡ, kết tụ thành nhiều tướng đẹp như cầu vồng, như mây ráng. Hai bên lại có bảy hàng cây báo cao vút lên hư không. Giữa những lớp tàn cây hiện ra đình đài lầu cát, nhiều vị Bồ Tát tập hợp ở trong đó nghe kinh. Giảng đài do Thất Bảo tạo thành, cao không biết bao nhiêu trượng, mười phần tráng lệ. Đức Quán Thế Âm đưa tôi lên giảng đài. Sau khi tôi đảnh lễ, hai vị đại sĩ dạy tôi ngồi một bên để nghe cho kỹ. Đức Đại Thế Chí đương vị chính chủ, chủ tọa. Bồ Tát Thường Tinh Tấn nhiệm chức giảng sư. Giữa lúc ấy, khói hương không biết từ đâu đến, thơm thanh lạ thường. Trên trời nổi lên thiên nhạc du dương. Trân cầm chớp cánh múa ca, hòa điệu theo tiếng nhạc. Sau khi tất cả đại chúng lễ bái, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng lên tuyên bố khai giảng. Kế tiếp, Đức Thường Tinh Tấn bước tới pháp tòa, ngồi lên chắp tay hướng về đại chúng đáp lễ, rồi dùng phạm âm nói: kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cội nguồn của chư Phật trong thế giới hoa tạng, là căn bản để thành Phật, là pháp bảo tôn quý vô thượng, khen ngợi không thể cùng. Hôm nay tôi xin giảng tiết thứ hai, nói về tác dụng của kinh. Tiếp theo, ngài giảng thao thao sâu xa thanh thoát như trong dòng suối bạc, đại khái ước độ trên dưới một giờ. Sau khi nghe xong, trong tâm tôi nổi lên niềm nghi vấn, bởi văn cú lời giảng không đồng với kinh Pháp Hoa của nhân gian. Tôi đem điều này hỏi Đức Quán Thế Âm giải thích. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trần gian văn nghĩa còn ước được, lời kinh giảng nơi đây thì sâu rộng nhiệm màu hơn. Nhưng dù cạn hay sâu, rộng hay lược, ý nghĩa vẫn là một. Người nên biết, hàng trời người không thông cảnh giới của thanh văn, bậc thanh văn không rõ cảnh giới của Bồ Tát, còn Bồ Tát thì không thấu rõ cảnh giới của chư Phật. Lại nên hiểu, Bồ Tát chỉ dùng một âm thanh diễn giảng mà muôn ngàn thính chúng đều nghe thành ngôn ngữ của riêng mình. Đây chính là môn Đại Tổng Trì Âm Thanh Tam Muội. Bồ Tát Thường Tinh Tấn giảng kinh vừa xong thì một màn kỳ cảnh, cảnh lạ lùng không thể nghĩ bàn hiện ra. Chỉ thấy đầy trời mưa xuống các thứ thiên hoa tươi đẹp nhiều màu, cùng những bảo vật sáng rỡ tròn như quả cầu hoặc hình tam giác, lục giác, đủ các sắc dạng. Vô số ức đại bảo quang kết tụ thành minh châu rải rác tuôn rơi. Thính chúng dưới đài đều đưa hai tay tiếp đón,
hoặc dùng tà áo hứng lấy. Bây giờ nhạc trời trỗi vang, tiên khúc trầm bổng, thanh âm không biết từ đâu xuất phát, mười phần màu nhiệm trang nghiêm. Ngàn muôn nam thanh trang phục màu hồng đứng thành hàng ngũ nghe pháp, chợt rung mình biến thành nữ tú, áo xiêm màu lục, quần sắc hồng đào, lưng thắt kim đáy, rập ràng ca múa, lộ vẻ vô hạn tươi vui. Trong giây phút, đại chúng đều biến thành hình những quả cầu tròn, rồi hình hoa sen, không còn thấy tướng người nữa. Đột nhiên trên hoa sen hiện ra chư Bồ Tát ngồi kiết và đoan nghiêm. Tiếp theo lại biến thành ngân tháp, kim tháp phóng quang rực rỡ. Các cảnh sắc biến hiện đều màu đẹp, khó nổi hình dung. Tôi đang nhìn sững gần như xuất thần, bỗng thấy từ hư không hiện ra nhiều nữ tử, mặc dân y xanh biếc, tay áo dài phơi phới, bay xuống xuyên tường báo, vượt qua đại điện, như đi trong không khí chẳng bị trở ngại. Tôi ngạc nhiên thưa hỏi, Đức Quán Thế Âm đáp: Thế giới cực lạc do nguyện lực của Phật A Di Đà hình thành, tánh thể chẳng phải là vật chất nên không trở ngại. Vì thế, vô luận là đình đài, lâu cát, cung điện, bảo tháp, hoa quả, cây cối đều thấu suốt, đều có thể tự do vượt qua. Không tin ngươi hãy thử xem. Tôi vâng lời, rảo bước đến mấy chỗ như bức tường bao quanh đại điện, các cột trụ to, lan can, vỗ mạnh vào rồi rút tay ra, đi xuyên qua, lui mình lại, quả nhiên không thấy ngăn ngại. Duy có một điểm hơi khác là khi xúc chạm đến, dường như có thể trạm vật chất, nhưng chỉ không trở ngại mà thôi. Hiện tượng này giống như lúc khoác tay vào nước, quả thật có cảm giác chạm đến vật thể, song tùy ý vẫn dễ dàng đưa tay qua lại, khuấy xuống cạn sâu như thường. Sau đó, Bồ Tát bảo tôi nối bước theo Ngài, đi xem hai nơi kỳ quan là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Giới Triển Lãm Quán. 16. Bát Đại Cảnh Sơn. Bậc sanh về phẩm trung hạ, hoặc không vọng tâm, hoặc chỉ có vọng niệm chút ít. Dáng bề ngoài của những vị này đều ở tuổi từ 16 đến 20, y phục đồng màu, không phân nam nữ. Hành động của các vị đều theo tập thể, như buổi mai cùng nhau đem hoa và các thứ báo lạ cúng dường chư Phật mười phương. Hoa sen ở đây tầng cánh nhiều hơn phẩm dưới, vẻ màu đẹp cũng hơn, có đủ các sắc đơn hoặc tạp, tùy màu nào phóng ánh sáng sắc ấy. Nơi đây lại có Bát Đại Cảnh Sơn, tiêu biểu cho tám thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, a lại da, hiệp lại xưng là Bát Thức Tâm Điền. Đức Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là muốn cho chúng hữu tình khi sanh về đây đem toàn bộ tám thức căn của mình tu luyện đến mức trong sạch không không. Cảnh thứ nhất gọi là Quang Minh Cảnh Sơn, đại biểu cho nhãn thức. Lên núi này có thể dùng mắt thấy rõ tất cả cảnh trong mười phương thế giới. Chẳng hạn, nếu muốn thấy hình thể và trạng huống đời này cùng những đời trước của một chúng sanh nào ở cõi Ta Bà, tất sẽ được thấy biết. Như đời này là người giàu sang, đời trước là tôi tớ, đời trước nữa là thân trâu lợn hoặc bậc dương tướng, đều có thể thấy biết rành rẽ rõ ràng. Cho đến tình hình nơi cõi Phật đó cũng nhìn trông thấu suốt. Cảnh thứ hai gọi là Thanh Văn Cảnh Sơn, đại biểu cho nhĩ thức. Đến núi này ta có thể nghe tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Dù là tiếng tâm loại nào, chỉ cần trải qua tai nghe liền có thể nhận biết ngay. Cho đến Đức Phật nơi đó giảng diễn những kinh pháp gì đều có thể nghe và thông hiểu. Cảnh thứ ba là Hương Khí Cảnh Sơn, đại biểu cho tỷ thức. Ở núi này có thể ngửi biết tất cả mùi hương trong mười phương thế giới. Hương khí nào đã trải qua mũi liền ngửi biết một cách tường tận. Như nghe hơi người nữ có thai, nhận hiểu ngay phụ nhân đó sẽ sinh trai hay gái, thành tựu hoặc không thành tựu.
nghe hơi của kim loại liền biết đó là vàng, bạc, chì, thau, đồng hoặc sắt. Cảnh thứ tư, âm vị cảnh sơn, đại biểu cho thiệt thức. Mười phương thế giới, tất cả những chất vị chua, cay, ngọt, mặn, lạc, đắng, khi hơi vị chạm đến miệng lưỡi đều có thể cảm biết. Và những âm thanh từ miệng lưỡi chư Phật Thánh cho tận đến chúng sanh ở địa ngục, toàn bộ đều cảm biết rõ ràng. Cảnh thứ năm gọi là kim thân cảnh sơn, đại biểu cho thân thức. Nơi núi này có thể nương tựa vào xúc giác, phân biệt nhận ra tất cả sự vật. Cho đến kim thân của chư Phật ở Ấn Độ và Tịnh Độ đều nhận biết rõ ràng. Cảnh thứ sáu gọi là pháp thức cảnh sơn, đại biểu cho ý thức. Ở núi này có thể thấy biết tất cả chư Phật, toàn bộ những kiếp tu trong vô số đời trước của chư vị ấy đều bày hiện rõ trong ý thức, cho đến những tiền sanh của chính mình, từ một đời dẫn đến trăm ngàn đời đều ảnh hiện tỏ tường. Cảnh thứ bảy gọi là tế minh cảnh sơn, đại biểu cho mạt na thức. Đây là cảnh giới khác lạ khác thường, có công năng đem sáu cảnh đã thuật ở trước tập trung lại rồi hiện ra. Nơi cảnh sơn này, nếu tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng hương, vị, xúc pháp đều được đồng thời hiện rõ. Cảnh thứ tám gọi là vô biên cảnh sơn, đại diện cho A Lại Gia thức. Cảnh giới này đầy khắp mọi nơi, từ thời gian như quá khứ, hiện tại, vị lai, đến không gian như mười phương pháp giới, tất cả và tất cả hãy đều ảnh hiện. Trên đây chỉ trình thuật một cách khái quát về công năng của bát đại cảnh sơn mà thôi. Nếu nói cho tường tất phần chi tế thì không thể cùng tận. 17 nhỏ. Hoa tạng giới triển lãm quán. Bậc giảng sanh phẩm trung trung là người đời trước ở Ta Bà, sự hiểu biết và tu trì về Phật Pháp có trình độ tương đương sâu sắc. Đồng thời đối với phương tiện bố thí làm lành có thể gọi là tích cực nên mới đạt được thành quả đó. Do sự chứa công bồi đức ấy, sánh với phẩm trung hạ mới cao hơn một cấp. Cảnh giới của hàng trung phẩm trung sanh có bảo tháp điện lầu cùng nhiều phòng, thân tướng cũng cao lớn hơn. Cố nhiên lầu phòng phải cao rộng mới xứng hợp với hình tướng. Mỗi buổi mai trên hư không đều có mưa hoa rơi xuống. Các thiện nhân ở đây mỗi buổi sáng lại đem những hoa đó đựng nơi lãng sách, theo chư Bồ Tát đi cúng dường mười phương Như Lai. Các thứ hoa ấy đều màu lạ tươi đẹp khác thường, hoa ở Ta Bà không thể sánh trong muôn một. Khi mưa hoa, trời cũng trỗi lên âm nhạc thanh diệu phi thường, bút mực chẳng thể hình dung được. Cứ theo kinh Phật, ngàn muôn tiếng âm nhạc của hàng đế vương trong đời không hay bằng tiếng âm nhạc của Chuyển Luân Thánh Vương. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của Chuyển Luân Thánh Vương không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Đao Lợi không hay bằng một tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa. Ngàn muôn tiếng âm nhạc của trời Tha Hóa không hay bằng một tiếng âm nhạc của hàng cây thất bảo nơi cõi Cực Lạc. Hàng thiện nhân phẩm trung trung cho đến phẩm trung thượng, toàn thân đều là sắc ngọc kim hồng trong suốt, phóng ra ánh sáng. Vì thân không chướng ngại nên họ có thể trong giây phút đến các cõi Phật cúng dược mười phương điều ngự, mười phương Phật, rồi trở về Cực Lạc cũng chỉ trong giây phút. Những người đời trước không có công đức chi nhiều chẳng thể sanh về phẩm này. Bậc thánh thiện nơi đây ít có vọng tưởng, hoặc hoàn toàn không còn vọng tưởng, thích dùng thiền duyệt thực, chẳng mấy khi nghĩ đến thức ăn chi khác. Còn bậc trung phẩm hạ sanh, bởi công phu còn kém nên phải uống nước mật hoa để giúp sức tiến đạo. Nơi khu vực này có một tòa lâu cát tên là Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Vào đây có thể thấy biết vô lượng pháp môn tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng khắp mười phương. Tòa lâu cát này bao gồm vạn hữu, có thể gọi là vô biên hải tạng môn.
Hoa Tạng triển lãm quán gồm nhiều tầng, mỗi tầng đều bày hiện quá trình của một vị Bồ Tát tu hành từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Tỷ như Đức Phật A Di Đà, tiền kiếp là vua Vô Tránh Niệm, xuất gia làm Pháp Tạng Tỳ Kheo, thầy là Thế Tử Tại Vương Như Lai, phát 48 điều nguyện lớn, tu thành cõi Cực Lạc thanh tịnh, màu đẹp trang nghiêm. Từ đó về sau, gắn công tu trong vô lượng kiếp. Nếu muốn thấy sự thực hành trong mỗi đời, thì nơi đây đều bày hiện không thiếu sót. Nói tóm lại, như muốn xem quá trình của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, bất cứ một vị nào đều có thể thấy nơi Hoa Tạng triển lãm linh kỳ màu nhiệm này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Hoa sen thượng phẩm. Rời khỏi khu vực trung phẩm, tôi tiếp tục trì chú, chân đạp hoa sen bay dựt lên hư không, rồi lướt theo Đức Quán Thế Âm. Bây giờ tôi cảm biết thân mình lại lần lần cao lên, cho đến lúc thân lượng to như khi mới thấy Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát bảo tôi: bậc sanh về phẩm thượng thượng, đời trước tinh thông Phật điển, hoặc ngộ đệ nhất nghĩa đế, giới hạnh tròn sáng như minh châu, mạnh mẽ tinh tiến, dứt thập ác, hành thập thiện, gót đạo vững chắc, đem hết sức hành trì, dù mấy mươi năm vẫn bền giữ y như một ngày, tu cho đến lúc thọ chung. Ngoài ra, trong sáu độ muôn hành cũng tạo nhiều công đức lớn, nên mới được quá sanh nơi đây. Bậc thượng phẩm thượng sanh, sáu căn thanh tịnh, vọng tưởng không còn. Trong hạng này, có gì đã chứng đạt cảnh giới Bồ Tát, thần thông rộng lớn, biến hóa tự do. Chẳng hạn như muốn biến Bảo Liên Kỳ, toàn thể đều biến thành ao sen bảo. Muốn biến cảnh điện tháp, hàng bảo thọ, thành quách, núi non, các loại trân cầm đều có thể tùy niệm biểu hiện. 18. Lời khuyên nhắc của Ấn Quang Đại Sư. Hoa sen nơi ao bảo thượng phẩm, đó nhỏ nhất cũng bằng ba tỉnh của xứ Trung Hoa. Nói cách khác là bằng ba nước Mã Lai Á hợp lại. Bồ Tát nói tiếp: hiện tại ta đưa ngươi đi xem ao hoa bậc thượng phẩm. Tôi liền theo chân ngài, không bao lâu đã đến Bảo Trì. Liên Trì ở Cực Lạc tuy nói là ao, thực ra diện tích rộng lớn hơn biển cả, không thấy ngần mẻ. Bờ ao nơi đây so với các phẩm trung hạ nghiêm đẹp hơn nhiều. Quanh bờ ao có mấy lớp lan can bao bọc, phóng ra các sắc quang minh. Từ hoa sen phóng ra tiết hương sen màu lạ, nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Trong ao có những tòa đại bảo tháp lớn như non cao, trình bày nhiều hình, hoặc tròn, hoặc vòng gốc, hoặc cánh sen tuôn ra muôn ức tia sáng. Ngoài ra lại có những chiếc cầu bảo nối liền, cong vòng sáng đẹp. Mặt ao chẳng những có vô số hoa nở, mà còn gồm muôn cảnh trí hiện bày. Trên hư không có các lồng bảo treo đủ châu hoa sáng ngời, liên tục chớp lấp lánh. Mỗi đóa hoa tính công kể xiết là bao nhiêu tầng lớp cánh. Trong mỗi tầng đều có tháp báo, đình đài, lâu cát xinh đẹp, khiến người nhìn say động ngẩn ngơ. Những gì ở trên đài sen, thân tướng đều cao lớn trang nghiêm, sắc chân kim thấu suốt, y phục phi thường diễm lệ, tuôn ra các ánh sáng báo nhiều màu. Đột nhiên Đức Quán Thế Âm hỏi tôi: trong đây có một vị pháp sư tên là Ấn Quang, người có quen biết chăng? Tôi vội thưa: pháp sư ở nơi nào? Đại danh của ngài con kính mến đã lâu, nhưng chưa hân hạnh được gặp mặt. Vừa nói xong, bỗng trong đài sen có vị nam tử độ 30 tuổi biến lại thành nguyên tướng của Ấn Quang Đại Sư bay đến. Tôi vui mừng đảnh lễ, cùng nhau đàm thoại nhiều điều. Hiện tại chỉ còn nhớ đại sư từng đô ba phen căn dặn rằng: nơi cõi ta bà đã cuối thời mạt pháp, đang mũi đầu của kiếp nghiệp, nghiệp cướp bóc, chạch vật, chánh giáo suy di, nạn tai dẫy đầy, bậc chân tu thưa thớt. Kế là có một thời kỳ tạm hưng thành, Phật pháp như ngọn đèn bừng cháy lần cuối cùng, rồi lần lần tắt hẳn. Khi loài người còn 30 tuổi là thượng thọ, tuổi thọ nhiều nhất. Các kinh điển đại thừa ẩn mất, chỉ còn kinh điển tiểu thừa. Lúc nhân loại 20 tuổi là thượng thọ, kinh điển tiểu thừa cũng tiêu mất. Sau rốt đến buổi loài người thượng thọ là 10 tuổi, chỉ là một câu
Nam Mô A Di Đà Phật để độ chúng sanh. Khi ông trở về nhân gian, gắng khuyên người hãy sớm giác ngộ tu hành mới có thể tránh khỏi muôn ngàn tai ách. Lại nên truyền đạt cho hàng tu Phật biết phải nghiêm giữ tình giới, lấy giới luật làm thầy, dùng tín nguyện hành chân thật, một lòng niệm Phật, quyết định sẽ được giảng sanh. Hãy khuyên người tu chớ dội cho mình là thông minh, lại đem giới luật của Phật định cùng quy chế của chư tổ nơi thiền môn tự chuyên canh cãi đề xướng đường lối ghi tên. Đó là điều trái giới luật, phạm thanh quy, khiến cho Phật pháp suy hoại, bậc tri thức đau lòng. Phải nhớ lấy lời ta dặn. 19. Phương pháp tương tư trì niệm. Kế lại, Bồ Tát và Ấn Quang Đại Sư đưa tôi sang Hoa Đại, đến một lâu cát lớn. Trên lối đi, các loài trân cầm đậu nơi những cành vàng lá ngọc, kết giọng sướng ca hòa với tiếng thiên nhạc, đôi khi lại thảnh thót niệm Phật du dương. Đến đâu tôi cũng thấy kỳ hoa diễm lệ đua nhau khoe sắc, lan tỏa hương màu thanh nhẹ. Buông hoa tươi nở như cười, dường vô số quả cầu tròn ánh ngời sáng rỡ. Lại có những hàng đèn trân châu, đèn lưu ly, đèn mã não giăng bày. Các dị bảo trong đèn đủ kiểu, tuôn ra nhiều ánh sáng màu chớp động, đẹp không thể tả. Song tôi không rỗi rảnh để nhìn xem cho kỹ. Tiến vào lâu cát, cảnh lạ lại càng thắng diệu, làm cho tôi chợt dừng bước sững sờ. Trong lầu kim quy, ánh vàng lấp lánh chớp động, đất bảo tỏa ra nhiều sắc hào quang. Mọi vật trước mắt đều phát ra ánh màu minh diệu. Đại sư đưa tôi lên lầu. Nơi đây có nhiều tấm gương thủy tinh, chính giữa là mặt gương tròn cực to rộng, Đức Quán Thế Âm dẫn giải. Gương này có thể soi nguyên hình của mọi chúng sanh, đại thể như tâm tánh thanh tịnh hay vọng tưởng, phiền não nhiều hay ít, hoặc còn những nghiệp chướng gì. Trên lầu bài liệt bố trí chỉnh tề mấy hàng ghế thất bảo, toàn thể đều phát quang. Nơi giữa bàn có để bình báo, bát pha lê và những đồ vật lạ mà tôi không được rõ. Bồ Tát hỏi: Ta biết ngươi đã đói, vậy có muốn thọ thực chăng? Tôi thú nhận và hỏi có món chi dùng được, thì Ngài nói: Nơi đây sự ăn uống cùng với phẩm hạ hạ đồng nhân, ngươi muốn thứ gì sẽ hiện ra thứ đó. Khi dùng vào, thức ăn bổ trợ làm cho thân tâm tươi tỉnh, rồi tan thành mùi thơm, không còn cặn bã. Tôi xin cơm trắng với một ít canh rau. Vừa nói xong thì món ấy liền hiện thành trong bát pha lê nơi bàn trước mặt. Bồ Tát đã trấn an: Ngươi cứ tự nhiên ăn, chúng ta không thọ dụng chi cả. Theo chỗ tôi biết, những vật giảng sanh về phẩm thường thường phần đông đã lên quả vị Bồ Tát, không cần ăn uống và cũng chẳng nghĩ tưởng đến sự ăn uống. Xét lại mình, tự cảm thấy hổ thẹn. Sau khi dùng xong, vừa để bát đũa nơi bàn thì những thứ ấy chợt biến mất. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đức Quán Thế Âm đáp: Bởi người có vọng tưởng đến ăn nên mới cảm thấy đói. Sau khi ăn xong, vọng tâm đã thỏa mãn, không còn nghĩ đến nữa. Tất nhiên các thứ ấy tự ẩn đi. Sự vật nơi đây đều tự ý hiện thành. Dĩ như trong giấc mộng, cảnh giới vọng tưởng dường có thật, lúc tỉnh ra chẳng còn chi cả. Bồ Tát liền đọc kệ: Vọng tờ sương mù mộng ảnh động, cảnh duyên quyển hữu sắc lạc không. Ý này tâm tịnh liền khai ngộ, huệ nhật vô cùng hải tạc không. Bậc giảng sanh phẩm thượng do không vọng tưởng, được khế hợp với chân tâm, nên trong một sát na có thể nương nơi nguyện lực A Di Đà biến hiện vô số hoa đẹp trái ngon cùng các phẩm thức trân diệu cúng dường mười phương chư Phật. Đến thời thuyết pháp, muôn ức Bồ Tát đều ngồi ngay nơi tòa sen hoặc lầu cát bảo tháp hay cung điện trong các hàng cây báo, trực tiếp nghe diệu âm của Đức Từ Tôn giảng dạy. Tôi trình bày: Ở cõi Ta Bà có rất nhiều chúng hữu tình niệm Phật, tại sao ít ai trong cái cảnh giới cực lạc? Đức Quán Thế Âm: Bởi phần đông kẻ trì niệm đó còn nhiều tạp tâm nên bị dòng niệm che lấp. Nếu quả một lòng niệm Phật không còn vọng tưởng, thì tâm rộng sáng suốt thông, tự nhiên sẽ thấy thế giới cực lạc bày hiện rõ ràng. Nhưng cơ hội này tôi liền xin lời khai thị. Bạch Bồ Tát, niệm Phật thế nào để được nhất tâm? Ngài bảo: Chuyên tâm niệm Phật đến mức thanh tịnh gọi là tịnh độ thiền. Dùng tâm thanh tịnh làm căn bản để niệm Phật là thiền tịnh độ. Có phương pháp gọi là tương tư trì niệm, nghĩa là nương giúp nhau để niệm Phật. Cách thức này có thể áp dụng từ hai người sắp lên. Giả sử như bên giáp
niệm Phật 5 câu thì im lặng nghe bên ít tiếp niệm 5 câu. Cứ thay phiên nhau niệm như thế. Khi bên này niệm, bên kia lắng nghe. Câu niệm Phật cũng cần phải rành rẽ, rõ ràng, không gấp, không vội. Luân phiên niệm mãi như thế cho đến gần mãn thời khóa, rồi cùng đứng lên đảnh lễ và quỳ sám hối, phát nguyện hồi hướng. Cách trì niệm như thế ít hao hơi mỏi nhọc hơn, nên thời khóa có thể giữ bền lâu. Giá lại, nhĩ căn có đủ tánh duyên, thông và thường khi lắng nghe rành rẽ rõ ràng. Ý cũng duyên theo, người niệm như mình niệm, lòng niệm hợp nhất. Lần lần phiền vọng lắng nhẹ, tâm được thanh tịnh, Phật tánh sẽ lộ bày. Phải biết câu hồng danh là thanh quan, là kết tinh của tất cả công hạnh phước huệ trong vô biên kiếp tu của Đức A Di Đà. Nên khi trì niệm, tất được tiêu trừ vô số tội khiên, sanh trưởng vô lượng phước đức. Lại nữa, tâm sáng lặng là thiền, bao hàm câu hồng danh là tịnh. Chẳng khởi vọng niệm là huệ, chí thành xưng thánh hiệu là phước. Cho nên phương pháp này cũng gọi là thiền tịnh môn hoặc phước huệ môn. Công phu càng sâu, dứt hết các tướng, hữu niệm đồng vô niệm, chẳng phải thiền, chẳng phải tịnh, không phải một, không phải hai, chẳng phải sắc, chẳng phải không, năng sở tiêu tan, trong ngoài vắng lặng. Đây lại là bất nhị pháp môn. Chư thiện nhân ở thế giới cực lạc, phần đông thường tu theo phương pháp này để tiến lên thập địa, cho đến khi thành Phật. Nhưng hãy thôi, thời gian không còn nhiều, giờ đây ta đưa ngươi đi xem liên qua đại tháp của Đức A Di Đà, ngươi sẽ có dịp chứng kiến điều ta vừa nói. 20. Liên qua đại tháp. Kế tiếp tôi lại trì chú bay lướt giữa hư không theo Đức Quán Thế Âm. Các đỉnh tháp, lầu đài lần lượt như chớp vượt qua bên mình, rớt lui lại đằng sau. Không bao lâu, một tòa đại tháp cực hùng vĩ tráng lệ, cao lớn tưởng chừng gấp mấy dạng bụi dãy núi Côn Lôn ở Trung Quốc hiện ra trước tầm mắt. Đây là Liên Hoa đại tháp cao vút ước mấy vạn tầng, lộ bày những cành gốc vòng cung nhiều không thể tính xiết được. Toàn tháp màu trong suốt, phóng vô số đạo kim quang. Bên trong ẩn khuất vang ra câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất rành rẽ rõ ràng. Khi thì dòng ai thiết, lúc thì với cầu cứu, lúc lại mạnh mẽ rang rảng hùng hồn. Liên Hoa đại tháp là chỗ du ngoạn của muôn ức vị thuộc phẩm thượng trung. Theo lời Đức Quán Thế Âm, sự cao lớn của tháp nhân gian không thể hình dung được, bởi thể lượng to bằng ngàn muôn quả địa cầu hợp lại. Vì thế, về chiều cao, người trần chẳng làm sao tưởng tượng nổi. Trong tháp có các loại cung điện nhiều hình thức, kiểu dáng, nhiều màu sắc, tất cả đều chiếu sáng rực rỡ uy hoàng. Những vị du ngoạn có thể tự bay xuyên qua tường vách, muốn lên hay xuống nơi nào, chỉ cần khởi niệm là đến. Lên tháp này có thể thấy vô số tịnh độ cùng quế độ ở khắp cõi qua tạng mười phương. Những tướng trạng và tình cảnh chánh báo, y báo nơi các cõi đó thật vô lượng vô cùng, chẳng làm sao diễn tả nổi. Bồ Tát đưa tôi vào tháp, bay vượt từ tầng này đến tầng khác như đi lên thang máy. Tôi thấy mỗi tầng đều có nhiều nam tử độ tuổi 30 đang ngồi ngay thẳng niệm Phật. Các thanh nam tùy theo tầng sai biệt, trang phục ở mỗi tầng đều khác nhau, đại ước hơn 20 loại màu sắc, nhưng đặc biệt không có một nữ nhân nào. Bồ Tát bảo, chứ gì nơi đây 6 thời tu hành tinh tấn, ngoài ra cũng có lúc chỉ tịnh, khi tạm ăn dưỡng, hiện tại là thời niệm Phật. Tôi xin phép thử dừng lại ở một tầng khoảng trung ương, vào xem đại chúng niệm Phật ra sao. Liếc pháp quan sát, chư vị chia thành hai bên tả và hữu, ngồi trên bồ đoàn dày đẹp tỏa ánh quang minh, chắp tay đối diện nhau đồng tay niệm Phật. Song chỉ nghe tiếng chuông mõ, tiếng trì tụng, không thấy pháp khí chuông mõ đâu. Chính giữa có một đại bồ tát tướng tốt trang nghiêm đang chỉ đạo hướng dẫn. Những vị trì niệm đắc lực trên đầu đều phát ra ánh sáng, trong ánh sáng hiện vô số quá Phật và bồ tát cùng nhiều tướng trạng như lâu cát, lưới châu, ao sen, hàng cây báo, bảo tháp, hoa đẹp cùng các loại trân cầm bay lên bay xuống đồng thanh niệm Phật. Trong đại tháp còn có các loại đèn xích châu, đèn hoàng ngọc, đèn lưu ly tự động biến hiện nhiều loại hình tướng, phóng ra nhiều sắc quang minh. Tóm lại, cảnh tượng trong Liên Hoa đại tháp nói không xiết, kể chẳng cùng. 21. Lời khai thị của Đức A Di Đà.
Sau khi tham quan đại lược chính phẩm hoa sen, Bồ Tát đưa tôi trở lại nơi Phật ngự. Tôi đảnh lễ ba lại, quỳ xuống trước Đức Từ Tôn, cầu xin khai thị. Đức A Di Đà thuyết pháp bằng lời kệ: chúng sanh cùng chư Phật, tánh thể vẫn đồng nhau, vì mê chân như tánh, ba cõi mãi gian lận. Bởi vọng chấp phân dân, lầm nhận quyển là chân, hết thân này thân khác, luân hồi khổ muôn phần. 48 đại nguyện thề cứu độ chúng sanh, gái trai cùng già trẻ, giữ vững tín nguyện hành, một lòng không tạp loạn, gồm thiền tịnh tinh anh, lâm chung 10 niệm tịnh, quyết định được giảng sanh. Nghe xong tôi lại đảnh lễ, quỳ chắp tay, nhờ xin chỉ dạy thêm. Đức Phật bảo: ngươi cùng chúng sanh cõi ta bà có nhân duyên, muốn cứu độ loài hữu tình và quyến thuộc, phải lấy giới luật làm thầy, dạy người tu tập môn thiền tịnh. Đối với các tông trong Phật Pháp và các giáo phái khác như Gia Tu giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Tiên giáo, Thần giáo, Nho giáo, phải hỗ trợ đoàn kết, chẳng nên tranh chấp bị bán nhau. Nói đây là chánh chứ là tà, bởi tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Cửa Phật rộng lớn, bao quát 84.000 pháp môn. Các tôn giáo dù cứu cánh hay không cứu cánh đều là những nấc thang phương tiện để cho quần sanh tùy căn cơ sở thích tiến lần từ chỗ thấp đến nơi cao, và đều là những chiếc bè giả tạm. Nếu biết tu hành thì tà trở thành chánh, thấp sẽ thành cao, ma sẽ trở thành Phật. Phải hỗ trợ tương ái, chỉnh tà phò chánh mới phù hợp với tông chỉ huệ mạng của Phật Đà. Đức Từ Tôn yên lặng một giây rồi nói tiếp: thôi, thời gian giữa cõi thánh phàm có khác, người nên sớm trở về. Tôi Đô Ba Phen bái tạ, chắp tay từ từ lui bước. Trên đường trở lại nhân gian, rời khỏi nơi Phật ngự, tôi định thần trì chú Lăng Nghiêm. Hai đóa sen lại hiện ra đỡ chân, đưa thân hình vượt lên hư không, bay đi như làn chớp. Lần này không trải qua các cung trời, mà đi thẳng về cảnh Trung Thiên La Hán. Tôi đình chỉ sự trì niệm, nhẹ nhàng đáp xuống núi. Hoa sen nơi chân cũng biến mất. Bước vào điện, vị tri khách tăng mời ngồi. Bảo đồng tử bưng nước thanh hương thỉnh giải lao. Sau đó lại đưa vào tăng phòng cho tôi an nghỉ. 22. Tỉnh giấc nơi động Di Lặc, núi Cửu Tiên. Trong cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh lại giữa màn đêm bốn bề đen tối như mực. Quang cảnh chùa tháp chư thiên Bồ Tát ẩn mất dáng tâm. Điện lầu hùng vĩ rực rỡ ánh vàng, cổ thọ kỳ hoa cũng đều biến dạng. Hồi tưởng lại những tháng cảnh từ lúc ban sơ đến cõi cực lạc, như còn hiện rõ ràng trước mắt. Tôi cũng cảm giác mình đang ngồi dưỡng thần trong một thạch động. Không bao lâu bên ngoài lộ vẻ sáng, liền nhận rõ đây là động Di Lặc thuộc núi Cửu Tiên. Tinh thần tôi cũng lần lần khôi phục trạng thái bình thường. Nhớ lại thời gian trải qua các nơi, ước độ 20 tiếng đồng hồ. 23. Đường về chùa Mạch Tà Nhăn. Tôi ở lại đồng, lễ sám vài ngày, hết cảm xúc lại trách thương cho thân phận. Nghĩ tiếc mình đã tự cao, khiến nỗi không biết bao giờ được về cõi Phật. Sang đến ngày thứ ba, tôi mới lìa khỏi núi, lần bước về chùa cũ cách sơn động hơn 20 dặm. Đến Xích Thủy Nhai, thấy người đi rộn ràng, lính tuần tra đón hỏi với căn cước chứng minh nhân dân. Trong lòng chợt thấy mối kinh lo, tôi thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm cầu xin gia hộ. Mầu nhiệm thay, quân sĩ làm ngơ không gọi đến. Hỏi thăm khách đi đường, thì ra lúc bấy giờ nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Sửu, dương lịch là 10 tháng 5 năm 1973. Tính lại mình xa lìa nhân gian đã 6 năm gần 6 tháng. 24. Chút cảm niệm cuối cùng. Hoa tiếu quanh đề quán tự tại, kim hà hồng nhật đại a di. Dân tự khứ lai sơn bất động, cao tăng bích nhãn hữu thùy mi. Ôi, mê là chúng sanh, tỉnh là Bồ Tát, mê tỉnh đều do mình tự giác. Nào khách hữu duyên, sẵn túc dân, đã quyền cố gắng độ quan thân. Tôi nghĩ từ đây mình phải nói chí sư phụ là hư dân lão hòa thượng, và theo chân chư tôn đức trên đường bằng pháp lợi sanh. Hoàn cảnh cùng túc nguyện đã an bài, không còn làm khác được nữa. Trên đường trở về, tôi thẫn thờ bước đi từng bước nặng nề, với bao nhiêu trách vụ khó khăn,
với tương lai đầy bất trắc đang chờ đón trước mặt. Xa xa cánh chùa Mạch Tà Nhan lần hiện rõ mái cong qua hàng dương liễu, vài cánh án xuân còn sót lại bay lơ lửng bên khung trời. Thay lời bạc, Ngẫu Ích đại sư bảo: con người cho rằng Thiền tông để độ hàng thượng căn, Tịnh độ môn để độ hàng trung hạ, nói như thế là vô tình phỉ báng tông và giáo. Thật ra thiền và tịnh đều độ cả ba căn. Bậc thượng căn tu thiền có thể tùy phần chứng đắc, bậc trung căn ngộ tánh bản lai, bậc hạ căn nếu cố gắng tu cũng sẽ đắc định, hoặc tùy phần tâm mà được an định. Hàng thượng căn tu tịnh tất mau chứng niệm Phật tam muội, hàng trung căn sẽ đạt lý nhất tâm đồng với cảnh khai ngộ bên thiền, hạ căn như chuyên tu cũng tiến đến mức sự sự nhất tâm, tức cảnh giới định tâm tương tục của thiền tông. Duy có điểm khác là thiền hoàn toàn dùng tự lực tiến tu, tịnh đã dùng tự lực lại kiêm nhờ tha lực. Cho nên với tịnh môn, hành giả dù còn hoặc nghiệp, nghiệp mê mờ, khi lâm chung nếu nhất tâm trong 10 niệm sẽ cảm được Đức A Di Đà y theo bản nguyện đến tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc. Khi sang cõi ấy rồi thì sống vô biên kiếp, không còn luân hồi trở lại nữa, và tu tiến mãi cho đến lúc chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đây là điểm đặc biệt siêu thắng của môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ cũng không có chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết và cố gắng hết sức hành trì. Được sanh cùng không là do tín nguyện có sâu thiết hay chăng. Phẩm sen cao hoặc thấp hoàn toàn thuộc về công phu hành trì hơn kém. Xin nhấn mạnh để hành giả lưu ý, phẩm sen cao thấp không phải là điểm trọng yếu, chính vấn đề là có được giảng sanh hay không. Nếu chẳng được giảng sanh, dù có bao nhiêu công đức cũng hóa thành nhân thiên phước báo. Cho nên một chữ nguyện rất quan trọng. Nguyện không ái luyến ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cho đến tất cả thầy trò, thân bằng quyến thuộc. Nguyện không tham danh vọng tiền của, nhà cửa ruộng vườn, sắc đẹp, tước quyền. Nguyện không cầu hưởng phước báo cõi người, cõi tiên, cõi trời. Nguyện không cầu thánh quả thấp của thanh văn, duyên giác, chỉ cầu quả vị vô thượng Bồ Đề của Phật để độ mình, hàng thân tình, oan trái và tất cả chúng sanh. Cổ ngữ có câu: thông minh phản bị thông minh ngộ, có nghĩa kẻ thông minh thường bị sự thông minh làm cho lầm lạc. Bởi ý mình thông minh có học thức nên nhiều người cho môn tịnh độ là thấp kém, thích những lối huyền luận, những pháp cao siêu, nói cho đối phương điếc tai cứng họng, pháp nào mình cũng thông hiểu. Chỉ tội cho bản thân đã rơi vào chỗ sơ thất là lời không xứng hạnh và nhiều ngõ lạc dê. Đây là chuyện đi tìm dê lạc của người láng giềng Dương Chu thời Chiến Quốc, cứ gặp ngã ba ngã tư nhiều lần nên mất lối. Ấy là do đường cái lắm ngã mà dê mất không tìm thấy. Người đi học cũng vậy, chỉ vì mê muội thích phân tích quá chi ly mà mất cả phương hướng. Lão Tăng thường thấy lắm kẻ thông minh lạc theo không thiền và cuồng thiền, thích mượn lời ngữ lục của chư cổ đức để nói cho cao kỳ, ngôn thuyết thì đi trước Phật, Tổ, nhưng hành vi lại ở đằng sau phàm dung. Đến lúc lâm chung, sức nghiệp dập dồn, bốn đại giải thể, thân xác bị thoái hóa, mỏi nhức rên la, không tìm được nơi y cứ, thật đáng thẹn thùa thương tiếc. Trái lại, những người thật thà quê dốt, lòng không phân biệt, chỉ biết chuyên trì một câu niệm Phật, khi lâm chung, phần nhiều có triệu chứng giảng sanh hoặc chết một cách an lành. Đây là điểm đáng lưu ý cho người tu, nên định tâm suy nghiệm cho kỹ. Ấn Quang Đại Sư khai thị cho tín chúng trong Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải rằng: tất cả pháp môn đều cậy nơi tự lực, môn tịnh độ đã nương tự lực lại nhờ tha lực. Với tất cả pháp môn, hành giả phải tu sao cho nghiệp sạch, tình không thì mới thoát khỏi luân hồi. Duy ở môn tịnh độ,
dù hoặc nghiệp hãy còn, hành giả cũng được nới nghiệp giảng sanh, dự vào hàng thánh. Nhiều người không xét kỹ, xem môn tịnh độ là thấp kém, thật đáng thương xót. Hàng thiện giả đời nay, lắm kẻ cho rằng, tham thoại đầu đắc lực sẽ được liễu thoát, tùy ý đi hoặc ở. Đây là lời nói mộng của kẻ chưa mở chánh nhãn mà thôi. Xin dẫn đôi việc xưa nay để chứng nghiệm. Đời nhà Thanh, trong những niên hiệu Càn, Gia, Càn Long, Gia Tĩnh, có ba vị thiền tăng làm bạn đồng tham. Sau khi viên tịch, một vị đầu thai ở tỉnh Giang Tô tên là Bành Uẩn Chương, một vị sanh ở tỉnh Vân Nam tên là Hà Quế Thanh, còn một vị ở Hiệp Tây là Trương Phí. Trong ba người, duy có họ Bành là nhớ được đời trước. Sau vào kinh thi hội, gặp hai vị kia liền kể lại việc làm tăng trong tiền kiếp. Hai người nọ tuy không nhớ được, nhưng khi cùng gặp mặt, cảm thấy như đã quen biết từ lâu, nên kết nhau làm đồng bạn. Trải qua thi hội, rồi đến kỳ điện thí, Bành đỗ Trạng Nguyên, Hà đỗ Bản Nhãn, và còn Trương thì trúng bậc Truyền Lô. Bành từng làm chủ khảo, rồi đến chức học đài, nhưng lại tham sắc, sao mãn phần ở tại nhà. Hà làm quan chế đài ở Nam Kinh. Khi giặc Hồng Dương, Hồng Tú Toàn loạn Thái Bình Thiên Quốc từ năm 1843 đến năm 1864, làm phản chiếm mất Nam Kinh 1853, bị vua Thanh khép vào tử tội. Còn họ Trương làm chức thị độc học sĩ, giáo hóa tự quân là Hàm Phong Hoàng đế, bị loạn hồi hột bắt đem giết đi. Ba vị ấy có thể nói là bậc tăng phi thường, chỉ đáng tiếc không chịu tiếp tục tu thiền, lại không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuy được hưởng chút hồng phước, nhưng hai người chết không an lành, còn Bành Uẩn Chương thì tham đắm nữ sắc, e kiếp sau lại không bằng kiếp này vậy. Lại nữa, ở Tô Châu cô Ngô Ẩn Chi tiên sinh vốn là một vị thám hoa triều Thanh, học vấn, đạo đức, tướng mạo đều tốt. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, ông đến triều lễ chùa Phổ Đà, có gặp Tệ Nạp, tự nói kiếp trước mình là hòa thượng tỉnh Vân Nam. Lúc đó vì khách hành hương quá đông nên Tệ Nạp không rảnh rỗi để hỏi rõ nguyên do. Năm sau, 1922, lúc đến Dương Châu để ấn khắc kinh điển, rồi sang Tô Châu ngụ một nhà đệ tử tại gia, Tệ Nạp cho người mời Ngô Ẩn Chi đến để hỏi thăm, ý nghĩ rằng ông chẳng mê căn tu đời trước. Nhưng khi gặp mặt đàm luận thì Ngô đã hoàn toàn quên mất túc nhân, từ đó về sau bặt vô âm tín. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, lúc đang bế quan ở chùa Báo Quốc thì Ngô Ẩn Chi cùng hai vị cư sĩ là Ấn Tuyền, Hiệp Hòa đến thăm viếng. Tệ Nạp, người áo giá luộm thuộm, đây là lời khiêm cung tự xưng của bậc tu khổ hạnh, hỏi: tại sao ông biết kiếp trước mình là một vị hòa thượng ở Vân Nam? Họ Ngô đáp: lúc tôi 26 tuổi, mộng thấy mình ở cảnh Già Lam, tự biết đó là ngôi chùa nơi một huyện nọ tại Vân Nam. Trong mộng thấy từ điện đường, phòng xá, liễn đối cho đến tam quan, cây cối ao hồ xung quanh, dường như cảnh cũ đã quen. Lại thấy mình là một tăng lớn tuổi. Khi tỉnh giấc nhớ rất rõ ràng, tôi liền lấy sổ ghi kỹ lại từng chi tiết. Về sau, một người bạn làm quan sắp phó nhậm Vân Nam, tôi nhờ tìm hỏi thăm và biên chép lại cảnh trí về ngôi chùa nọ. Khi xác minh, đem so với ký lục của mình thì không sai lấy một mảy. Tệ Nạp khuyên: tiên sinh nay đã 80 tuổi, hậu nhật chẳng còn bao lâu, nên khôi phục lại sự nghiệp xuất trần mới không uổng phụ công khổ tu đời trước. Ngô nói: niệm Phật đâu có chi là cao siêu kỳ lạ mà phải tu trì. Tệ Nạp đáp: niệm Phật chẳng có điều chi hi kỳ hay lạ, bởi nghĩ thế nên người đời không mấy ai chịu niệm. Nhưng nếu chấp định chẳng cao siêu kỳ lạ nên không chịu thực hành, thì ăn cơm cũng là một việc rất không cao siêu kỳ lạ. Thử hỏi ông và mọi người mỗi ngày không ăn cơm có được chăng? Y không đáp được, nhưng y chẳng cho là phải, nên không chịu niệm. Cuối năm ấy, hai vị cư sĩ đi theo y,
báo tin rằng Ngô Ẩn Chi đã mãn phần, vừa tròn 80 tuổi. Họ Ngô vào kiếp trước cũng khéo tu trì, có đức hạnh tốt, nên đời này mới cảm phước báo được công danh lớn, thọ số cao, nhưng chỉ giữ tròn luân thường. Ngoài ra về Phật Pháp, lý thiền và tịnh đều không tin nhận chắc, nghĩ cũng lạ và đáng thương. Nhưng bốn vị trên đều chưa có sở chứng mà phiền hoặc chưa dứt hết, vẫn còn bị sự luân hồi chi phối. Huống chi mình dám tự hào tham thiền đắc lực, đi ở tự do ư? Như đời Đường, cha của Lý Nguyên làm quận thú ở Đông Đô, bị An Lộc Sơn tạo phản bắt đem giết. Lý thấy con đường hoang lộ dinh nhục mất còn bất định, nên không muốn ra làm quan, sửa ngôi nhà ở của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, rước Viên Trạch Thiền Sư về làm trụ trì. Phần ông cũng ở luôn tại đó tu hành. Thời gian sau, Lý Nguyên muốn triều lễ thánh tích ở núi Nga Mi, mời ngài Viên Trạch cùng đi. Viên muốn theo con lộ từ Trường An sang Hiệp Tây, Lý vì không thích trải qua kinh đô nên nhất định dò theo thủy đạo ngang qua Kinh Châu. Viên Trạch biết mình đi chuyến này không còn trở về nữa, nên đem hậu sự ghi dặn lại nơi tờ giấy, rồi để trong quyển kinh nơi bàn. Xong cùng Lý Nguyên xuống thuyền khởi hành. Khi tới Kinh Châu, sắp tiến vào ngã Hiệp Tây, vì thủy lộ nơi đó hiểm trở nên chưa đến chiều phải dừng thuyền nơi bến tạm. Lúc ấy bỗng có một phụ nhân mặc quần gấm xuống bến xách nước. Viên Trạch trông thấy liền rơi lệ. Lý Nguyên hỏi duyên cớ, sư đáp: tôi không muốn đi theo ngã Kinh Châu vì sợ thấy người đàn bà này. Phụ nhân đây mang thai đã 3 năm, chờ tôi đến làm con, không thấy còn có thể tránh khỏi, nay trông thấy tức duyên phần đã quyết định. Ông nên đi tới người đàn bà đó, họa phù niệm chú cho tôi mau sanh, không bị chướng ngại. Sang ngày thứ 3 nên đi tới nhà ấy nhìn nhau, tôi sẽ đáp lại bằng nụ cười để làm tin. 12 năm sau, nếu còn tưởng nhớ nghĩa xưa, hãy tìm đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, vào đêm rằm tháng 8 sẽ cùng tái hội bên giếng Cát Hồng. Lý Nguyên nghe nói liền thuật lại cho phụ nhân biết, hỏi thăm chỗ ở và ngó vào bào thai họa phù niệm chú. Người đàn bà được biết liền lộ sắc mừng, khi mọi việc xong xuôi liền vội vã xách nước về nhà. Lý Nguyên trở xuống thuyền thì Viên Trạch đã ngồi thoát hóa. Đến ngày thứ 3, Lý đến nhà viếng thăm, đứa bé sơ sinh liền nở miệng cười. Khi ông trở về chùa Huệ Lâm, tìm thấy giấy tờ ghi hậu sự để trong kinh, càng tin Viên Trạch thiền sư là bậc phi thường. 12 năm sau, Lý Nguyên đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, vào đêm rằm tháng 8, tới nơi ước hẹn để đón chờ. Vừa khi ấy, một mục đồng ở bên kia sông cầm roi gõ vào sừng trâu ca rằng: hương nguyền ba kiếp phách trên non, nào lúc ngâm phong thưởng nguyệt tròn. Thẹn với người xưa xa đến giếng, thân này tuy khác tánh linh còn. Lý Nguyên nghe ca, đứng bên bờ sông hỏi thăm. Mục đồng trả lời gián tắc mọi việc, rồi khen rằng: Lý công thật là trang tín sĩ. Nói xong, ngồi trên lưng trâu quay đi, ca tiếp: thân sau thân trước sự bời bời, muốn nói e mình đứt ruột thôi. Ngô Việt nước non đã trải khắp, chèo mây nay lại trở thuyền khơi. Ca xong, cởi trâu đi thẳng. Các vị thử nghĩ, Viên Trạch thiền sư thông đạt quá khứ, vị lai, cảnh chứng đắc cao siêu như thế mà không thoát khỏi bị vào bào thai. Nên những vị bảo rằng mình tham thoại đầu đắc lực, có thể đi ở tự do, tệ nạp cho đó chỉ là lời nói mộng. Và những vị tự nghĩ ta là hàng trí thức, môn niệm Phật thấp kém chẳng có chi kỳ lạ, nên không chịu tu, cũng là cái chứng thuộc về sự thấy biết, sở tri chứng. Trái lại với hạng trên, có kẻ lại bảo: tôi dốt nát, căn tánh thấp, việc trong ngoài đa đoan, chắc không thể niệm Phật tu hành được. Nói như thế là tự phế bỏ mình, Phật làm sao cứu vớt? Phải biết,
việc tu trì không lựa giàu nghèo sang hèn, trí ngu già trẻ. Có thành thì có cảm, như có ăn tất có no. Ở thế gian, nhiều người vì mê đánh cờ đánh bạc, ngồi luôn ngày lẫn đêm, quên ăn quên ngủ, quên cả thời tiết nóng nực, rét lạnh. Những việc như thế vẫn làm được. Còn niệm Phật là điều tốt, là gieo nhân phước huệ, là duyên khẩn yếu để cứu mình khỏi luân hồi, sanh về cõi an vui giải thoát. Tại sao lại không cố gắng tu hành? Do đó, Tệ Nạp khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Ngoài thời tu chính thức, khi ăn cơm, mặc áo, đi đứng nằm ngồi cũng niệm. Khi có vọng niệm xấu ác nổi lên, liền dứt trừ, thầm sám hối, rồi tiếp tục niệm. Hành trì như thế, thành tâm hồi hướng cũng được giảng sanh. Và người niệm Phật cần phải dung thông cả sự, lý, chân đế, tục đế. Ví như mặt gương tròn sáng rộng lớn, tuy rỗng không chiếu suốt, song vẫn hiện cả người và cảnh, muôn tượng sung la, vật đi không dính mắt, vật đến lại soi hình. Thể rỗng không chiếu suốt là chân đế, là lý, cũng gọi chân như tịch chiếu môn. Muôn tượng sung la là tục đế, là sự, cũng gọi là sanh diệt sai biệt môn. Chữ đế ở đây ý nói chắc chắn, chân thật, nghĩa là cả chân, tục, sự, lý đều toàn bộ là một thể chân tâm hay Như Lai tạng tâm. Thiền tông từ không môn đi vào, chủ về lý, về chân đế. Tuy muôn hạnh đều tu mà không lập một pháp, chẳng dính chấp điểm trần. Tịnh độ từ hữu môn thể nhập, chủ về sự, về tục đế, nơi chỗ chẳng lập một pháp, không dính chấp điểm trần mà tròn tu muôn hạnh. Cho nên bậc trí phải thông dung sự, lý, chân, tục, chẳng nên thiên chấp. Nếu chưa được như thế, thà rằng chấp có, đừng nên chấp không. Chấp có tuy chẳng tỏ thông Phật tánh, nhưng hãy còn nhờ công đức hữu duy sanh về cõi nhân, thiên hoặc cõi Phật. Chấp không thì công đức hữu duy đã chẳng có, công đức vô duy lại cũng không, gây thành cái chấp đoạn diệt, bát phá nhân quả, làm cho chúng sanh lạc lầm, Phật pháp rối loạn, mối họa rộng lớn không thể diễn tả. Chúng ta niệm Phật bắt đầu từ chỗ có niệm mà dụng công, niệm lâu dần đến chỗ vắng lặng, tâm và cảnh đều quên, không thấy mình là người niệm, Phật là vị được niệm. Xong mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ, liên tục, rõ ràng. Đó là cảnh niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Nhưng công phu này chẳng phải bước đầu tiên liền có được. Nếu chưa đến trình độ ấy, vội nghĩ rằng mình còn có niệm, tức còn vướng mắc, vội chê bỏ chẳng dụng công, đi tìm cái không không, thì chẳng khác nào tự phá nhà mà muốn được nơi yên ổn. Bậc thiền đức khi xưa do dung thông sự lý nên tuy không môn mà chẳng bỏ các công đức thuộc hữu môn, như ngài Vĩnh Minh Thọ và Thủ Sơn Niệm Thiền Sư mỗi bữa đều tụng kinh Pháp Hoa, Tổ Phổ Am và Khuê Phong Thiền Sư đều tụng kinh Hoa Nghiêm cho đến Viên Giác, Câu Chi Thiền Sư trì chú chuẩn đề, Thiên Thai Trí Giả kim tu niệm Phật, Liên Trì Đại Sư là bậc triệt ngộ về thiền đã bảo: chấp sự mà mỗi câu Phật nối nhau, chẳng uổng công phu nhập phẩm. Chấp lý nhưng tâm chưa thông đạt, khó khỏi mối họa lạc ngoan không. Biển Phật Pháp rộng vô biên, Tệ Nạp xét mình là kẻ dung thường, không dám nói nhiều, e rằng nhàm tai bậc tri thức. Pháp hội này gọi là hộ quốc tức tai. Mối họa thời nay ngày một thêm nhiều, như chiến tranh, trộm cướp, bão lụt, động đất, sóng thần, lửa cháy rừng, mất mùa đói khát, nạn sâu rầy châu chấu, nạn phi cơ xe thuyền, bệnh hiểm lạ phát sinh là do nhân loại tạo nghiệp sát nặng, tâm tư âm độc, tham mê ái dục, chế khí giới tối tân để giết hại nhau, cư xử trái đạo luân thường, muốn tiêu tai nạn
hộ quốc gia, phải dứt sát nghiệp, trừ ác tâm và thực hành tám chữ: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Muốn thực hành các điểm trên lại cần phải có ba điều tin là: tin tội phước báo ứng, tin siêu đọa luân hồi và tin có Phật, Trời, Thần, Thánh. Điều thứ nhất, tại sao phải tin tội phước báo ứng? Bởi căn cơ đời này phần nhiều thấp kém, nếu chỉ giảng về đạo lý cao siêu như giữ cho tâm trong sạch, chân chánh, thường hằng, sáng suốt, vô ngại, rỗng không, chẳng dính mắc, tất chẳng mấy ai làm được. Cho nên những lý luận đó chưa đủ để cải thiện nhân tâm. Vì thế cần phải đề xướng rộng thuyết nhân quả: làm lành sẽ được hưởng phước lành vui, tạo ác tất chịu tội báo nạn tai đau khổ. Điều thứ hai, tại sao phải tin siêu đọa luân hồi? Nếu theo thuyết duy vật cho rằng người chết là mất hẳn, không có sự siêu đọa thọ tội phước cùng linh hồn đi đầu thai, thì cần chi làm lành, nhọc gì tạo điều phải, việc tốt. Như thế mọi người cứ tham ô, dâm loạn, cướp giật, giết hại, dối trá, lường gạt, miễn sao mình hưởng điều khoái lạc là đủ. Bởi chết rồi tâm thức tiêu tan, đâu còn chi nữa mà phải lo tội dạ. Cho nên thuyết duy vật cho chết là mất, nên gây tai họa lớn lao, nguy hiểm vô cùng. Nên biết linh hồn vọng thức tuy là huyễn, nhưng chỉ huyễn đối với bậc thánh đã trong sạch sáng suốt, dứt hết nghiệp hoặc vọng tâm. Còn hàng phàm phu vì còn vọng nghiệp, còn linh hồn, nên vẫn ở trong vòng luân hồi nhân quả. Ngày nay 1990-2005, các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt thất lạc đã tiếp xúc với vong linh chưa siêu thoát. Điều thứ ba, tại sao phải tin có Phật, Trời, Thần, Thánh? Cổ ngữ có câu: nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ám thức khuy tâm, thần mục như điện. Nghĩa là người nói thầm lén, trời nghe rõ như sấm vang. Nhà tối tâm sai trái, mắt thần nhìn biết rõ ràng như điện chớp. Phải biết chư thiên chư thần do phước báo thanh tịnh, tạm đắc ngũ thông, nên có thể biết rõ tâm tư, nghe thấy lời nói, hành vi thầm kín của hàng phàm tục. Huống chi chư Phật, Bồ Tát thần thông rộng lớn, chẳng những thấy biết rõ từng chi tiết, mà còn thông đạt vô biên kiếp về trước, thấu hiểu vô lượng kiếp về sau, tin nhận mọi tâm niệm hành vi của mình đều có Phật, Trời, Thần, Thánh soi thấu chứng tri, như nhìn vào lòng bàn tay. Từ đó ta mới biết sợ mà không dám làm ác. Trong Bồ Tát giới có câu: tâm sợ khó sanh ác, lòng lành khó phát xấu xa, là nói về điểm này. Có người hỏi tệ nạp đã khuyên người giữ giới, ăn chay, làm lành, niệm Phật là đủ, sao còn bảo nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là có ý gì? Điều ấy không chi lạ, bởi thời mạt hậu sự khổ thêm nặng, Đức Quán Thế Âm lòng bi sâu, Bồ Tát lại có nhân duyên lớn với chúng sanh cõi ta bà, nên cần nhờ sức vô duyên từ của Ngài để cứu độ trong khi cấp nạn. Sức từ bi ấy ví như bóng trăng in muôn dòng nước lặng, từ điểm sương cho đến điểm suối, hồ, sông, biển, nếu nơi nào có nước trong tất được ảnh hưởng của ánh trăng chiếu suốt. Nước trong là chỉ cho tâm niệm chí thành. Tâm niệm này phần nhiều xuất phát từ cảnh nguy, nạn hiểm bất ngờ, khiến chúng sanh quên mất thân tâm để cầu cứu. Có kẻ nói, theo Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, niệm Quán Thế Âm rớt xuống vực sâu sẽ được cứu, rơi vào lửa dữ không bị cháy. Nói như thế tôi chưa tin, quý vị thử niệm danh hiệu Ngài rồi nhảy xuống vực, lao vào lửa, xem coi có bị tan xương, bị chết cháy hay không. Bảo như thế là hồ đồ không đúng. Bởi còn có niệm thử thách, tất chưa quên hẳn thân tâm, chưa chí thành khẩn thiết, làm sao được sự cơ cảm cứu độ, vô duyên từ. Giả lại, Kinh Pháp Hoa do Phật nói, không tin lời Phật đâu phải là Phật tử.
hồi thời Hoa Nhật chiến tranh, phố xá xung quanh vùng Bắc ở cảng Hộ bị bom đạn thiêu hủy hết. Duy có căn cứ của một đệ tử quy y với Tệ Nạp là Hạ Hinh Bồi vẫn còn trơ trọi nguyên vẹn. Nguyên do bởi lúc ấy cả nhà đều chí thành niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó Hạ Hinh Bồi đang làm việc trong tòa soạn báo Tân Văn, y cũng niệm hồng danh Bồ Tát nên gặp điều may mắn khác thường. 7 ngày sau được đệ thập cửu lộ quân cứu thoát khỏi vòng dây, chở đưa về nhà, trong người chẳng bị thương tích chi. Tất cả đồ vật trong nhà đều còn nguyên, không bị tổn thất. Lại một đệ tử tại gia của Tệ Nạp ở huyện Giang Hỷ, tỉnh Sơn Tây, tên là Diệp Tư Sơ, vẫn thường niệm Quán Âm. Một hôm dân có việc cần, y cởi lừa qua vùng Đại Lãnh, một bên là núi cao, bên này là vực thẳm. Do trời lạnh, tuyết đóng thành băng, lừa trợt chân té ngã nên y rơi lăn xuống vực. Lúc ấy Diệp hốt hoảng niệm Quán Âm mấy câu, vừa may nửa chừng có nhành tùng ve ra, y rớt vào mấy cây tùng nhỏ chi chít nên bám vào đó mà lần leo lên được, con lừa cũng không bị hề hấn chi. Nằm nghỉ một lúc cho khỏe và tỉnh hồn, Diệp nhìn xuống vực để quan sát cho kỹ, thì điều kỳ lạ, trong vực sâu thẳm không có cội tùng nào ve ra cả. Chuyện linh cảm về việc niệm hồng danh Quán Thế Âm, lắm người đã kinh nghiệm hoặc mắt thấy tai nghe còn rất nhiều, nay chỉ thuật ra đây vài chi tiết để làm chứng tín. Lời của Tệ Nạp tuy quê mùa nhưng thiết tha dẫn giải, nhưng vẫn không ngoài ý kinh lời tổ. Mong chư vị đừng vì những kẻ dung thường mà chê bỏ chánh pháp, thì sự an ổn và đắc ích rất lớn lao. Trên đây là những lời khai thị của bậc Tôn Đức Ngẫu Ích Ấn Quang về việc nhân quả luân hồi. Riêng bút giả Lời Kim Cung của Hòa Thượng Thiền Tâm xin dẫn thêm bằng chứng theo quyển Luân Hồi Trong Thời Khoa Học. Ông Trương Thái Diêm là một nhà ái quốc nhiệt thành, nổi tiếng cương trực, dám nói không sợ chết. Năm Dân Quốc thứ tư 1915, Viên Thế Khải muốn làm hoàng đế, sợ ông phản đối chỉ trích nên dụ tới Bắc Kinh rồi giam lỏng ở chùa Long Tuyền cho quân canh giữ. Thái Diêm buồn giận, mộng thấy mình làm Diêm La nên gửi thơ cho Hòa Thượng Tông Ngưỡng có đoạn như sau: vào đầu tháng chạp năm rồi, đệ tử mộng thấy có người đem thiệp mời đi dự tiệc. Dưới thiệp thư danh vị chủ yếm là Dương Ngao. Dương vốn người ở Chấn Trạch, bậc hiền tể, thừa tướng đảm lược của vua Võ Tôn đời nhà Minh. Đệ tử chưa kịp suy nghĩ chi khác thì ngoài cửa đã có xe ngựa đón rước. Đến nơi, trong dinh đã bày sẵn đại yến, phân chia thành nhiều nhóm, có người Trung Hoa, người Ấn Độ và người các nước Âu Mỹ. Về nhóm người Trung Hoa thì ngoài Dương và đệ tử còn có Hạ Hầu Huyền, Mai Hiểu Thần và các vị bồi yến. Đệ tử hỏi Dương: đọc qua lịch sử biết tiên sinh là bậc danh đức, song từ trước đến nay vẫn chưa có chén rượu thừa hoan. Chén rượu giao tiếp vui vẻ, sao bỗng dưng lại được hân hạnh vào đại yến này? Dương Ngao đáp: lệnh trên cử tôi cùng ông giữ chức Diêm La xử án, Hạ quân làm tài phán quan, Mai quân làm tổng kiểm soát. Những vị nơi đây đều chia nhau chủ xử về hình sự ở năm châu. Đệ tử lại hỏi lại: việc tuyên xử căn cứ theo pháp luật nào? Dương đáp: nơi đây tham cứu theo hình luật các đời Hán, Đường, Minh, Thanh, Âu Tây và Nhật Bản. Từ đó mỗi đêm đệ tử đều được mời đi xử án, chỉ có ngày chủ nhật là tạm nghỉ. Việc xử cũng chẳng có chi trọng đại, gồm các tội gông xiềng, khổ sai, côn trượng, cầm cố nơi ngục tối. Tội nặng thì giam tù trăm năm cho đến một kiếp. Có lẽ vì tin Phật, cúng dường tam bảo nên đệ tử không có nghiệp trong thế giường sắt, vạt dầu, cột đồng lửa cùng các ngục hàng, nhiệt. Nhưng hỏi ngục tốt thì họ đều nói thấy. Khi tỉnh lại, đệ tử bỗng chợt hiểu, kinh Phật nói những hình khổ ấy là đều do sức nghiệp của tội nhân hóa hiện, không có ai bức bách. Giả lại cũng hiểu rằng mình làm vua Diêm La là bởi tánh can cường, nóng giận, chiêu cảm. Đệ tử nghĩ phải dùng từ bi quán để phá nghiệp nóng giận đó,
song chưa biết cách thức công dụng ra sao, xin kính nhờ Hòa Thượng xót thương chỉ dạy. Vào năm 1900, ở Thụy Sĩ có nhà tâm lý học tên Flournoy có viết quyển sách nhan đề Từ Ấn Độ đến Hỏa Tinh. Trong sách đại ý nói, có vị tiểu thơ con một nhà hàng hải, tự biết kiếp trước mình là công chúa nước Áo tên Marie Antoinette, được gả về Pháp Quốc làm hoàng hậu vua Louis thứ 16. Trước kiếp đó nữa, cô ta là công chúa nước Ả Rập gả cho một hoàng tử Ấn Độ. Hiện tại, tiểu thơ có thể viết và đọc tiếng Sanskrit rành rẽ. Điểm kỳ lạ là cô còn nhớ mấy kiếp về trước đã sanh làm người ở Hỏa Tinh, diễn tả rõ cảnh giới trên đó và nói được tiếng Hỏa Tinh. Tiểu thơ lại đem ngữ thoại Hỏa Tinh dịch thành Pháp văn. Cô nói tiếng Hỏa Tinh rất hay, văn Hỏa Tinh lại thông thuận với văn Pháp và đem so sánh phân tích rành rẽ. Trên đây là ít bằng chứng nhân quả luân hồi một cách hiện thực. Đoạn trước nói về thiền của các bậc tôn túc, không phải xem thường thiền tông, chẳng qua là chỗ đậu cơ thuyết giáo. Thuyết dạy hợp với trình độ và thời điểm để làm lợi ích cho chúng sanh đó thôi. Bởi các vị đều là hàng cao tăng đại triệt đại ngộ, có thể là các bậc Bồ Tát tái lai, không còn tướng ngã nhân tranh chấp. Thiền và tịnh đều là những ưu điểm giống như nhau. Giản dị, khái quát và trực thiệt, vào thẳng vấn đề. Nhất là tịnh độ, rất thích hợp và lợi ích đối với căn tánh thời nay. Chính Hư Vân Thiền Sư, một bậc Bồ Tát, tuy Hoằng Dương Thiền Tông để làm mô phạm và hóa độ những vị có túc căn về thiền, nhưng vẫn khuyên người niệm Phật. Việc Đức Quán Thế Âm hướng dẫn Khoan Tịnh Pháp Sư đến cõi Cực Lạc cũng không ngoài điểm đại bi cấp cứu, hợp pháp hợp cơ đối với thời mạt hậu này. Còn chỗ bát phá của chư tôn túc là phá lối chấp sai lầm của hạng không thiền, cuồng thiền để phò trợ thiền tông, chứ không phải bát phá bậc tu thiền chân chánh. Hai hạng không và cuồng trên thường nói, bản thân ta là Phật, cần chi phải niệm Phật, như trên đầu lại để thêm cái đầu khác, làm sao cho hợp. Hoặc bảo, bản thân ta là Phật, cần chi phải lễ Phật sám hối, đem ông Phật này lại ông Phật khác là điều vô lý. Đó là những lời cầu cao nói suông, quên xét mình còn là hạng phàm phu đầy tội chướng. Tóm lại, vì những ưu điểm giống nhau mà thiền và tịnh đều không thể bị mai một. Nếu biết khéo dùng thì môn này lại hỗ trợ cho môn kia. Đến như phần đề cập về năm vị tăng, ý của Tổ Ấn Quang muốn phân tích rõ điểm khó dễ đối với thời cơ xưa nay cho người tu suy gẫm để được lợi ích giải thoát. Theo bút giả, trong ấy đại khái có 3 điểm. 1. Người xưa đạo căn phần đông sáng lẹ, bậc tri thức cũng nhiều, nên đường tu tập dễ tiến. Trái lại, người đời nay căn cơ đa số là hạng trung, hạ, tâm nhiều hư vọng phân biệt. Sự giảng luận tựa hồ thông sáng bên ngoài, song lại loãng tối bên trong. Bậc tri thức lại ít có, tà ma ngoại giáo xen lẫn vào cửa đạo, nên đường tu dễ bị lạc lầm. 2. Thời trước, chánh pháp còn thạnh, bậc cao đức còn nhiều. Dù đời này giải quyết việc sống chết chưa xong, vẫn còn hy vọng những kiếp về sau, cuộc sống thuở xưa lại đơn giản. Tổ chức xã hội thời nay phiền toái rối ren, chiến tranh tai nạn ngày càng nhiều, nên sự tu tiến rất khó. 3. Người xưa nói, các bậc vương hầu, nhà quyền quý, cho đến hạng thông minh tài tuấn, phần nhiều đều phát xuất từ cửa Tam Bảo, nên có câu sơn trung vô tỳ kheo, triều trung vô tể tướng. Nhưng cũng cần nhắc thêm một câu nữa của cổ đức, nếu không hiểu đạo thì sự tu đời này là mối thù của kiếp thứ ba. Bởi có công tu nên kiếp sau mới được phú quý, nhưng trong dòng phú quý ấy lại dễ đắm theo tài sắc danh lợi, tạo nhiều nghiệp, tiếp sang đời thứ ba phải bị đọa. Trong nhà người mới có một đôi người không quên mất túc căn, nối bước tu hành. Như trong năm vị cao tăng, Đại Ấn Quang đã dẫn chứng, hết 4 vị đã thoái chuyển. Duy Viên Trạch Thiền Sư là bậc liễu đạo,
có lẽ đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, song bởi dư nghiệp chưa dứt nên ngài không tránh khỏi bị trở vào thai, còn phải 7 lần sanh lên cõi trời, 7 phen trở xuống nhân gian mới chứng quả A La Hán, thoát hẳn luân hồi. Cuộc đời mau chóng lắm nỗi chìm, nên một vị quan ở Việt Nam đã than thở: nghĩ kiếp phù sinh bấm bạch câu, đời người thấm thoát có bao lâu, bao hồi xa mã mau chùng bước, mấy nỗi công danh dễ bạc đầu. Tiếng sóng bên gành cơn gió thoảng, ngọc đèn trước án bóng trăng thâu, tuyết hồng chuyện cũ 10 năm trước, một nén tâm hương gợi mối sầu. Luận thêm về thời cơ, Thiền Tông tuy siêu thắng, nhưng trong thời mạt hậu, muốn được giải thoát ngay ở hiện tại không phải là chuyện dễ. Phải là hạng thông minh sáng lẹ, sẵn có túc căn, dùng tử công phu tham cứu thoại đầu và khởi nghi tình. Tử công phu là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, cho đến lúc thức ngủ cũng đều phải như một, vẫn không rời câu thoại đầu. Nếu rời thoại đầu, tạm thời không ở trong định, cổ đức cho là đồng như người chết. Cho nên ở chùa Thê Hà và Thiên Đồng tại Trung Hoa, có rất nhiều vị bất đảo đơn để đạt được mục đích đó. Bất đảo đơn là những vị tu hơi cao, phát tâm ngồi mãi không nằm ngủ để tham cứu, mỗi ngày chỉ ăn một lần, có khi đôi ba ngày, năm bảy ngày mới ăn một lần. Tham thoại đầu và khởi nghi tình là thế nào? Tham thoại đầu chẳng hạn như tham câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Lúc khởi công phải đặt trọng tâm nơi chữ ai, ngưng động rồi soi đi soi lại. Đến khi cảm thấy tâm vừa lơi thì lại đề khởi câu đó, lắng động rồi soi chiếu nữa. Như tiếng chuông này vừa mãn, liền tiếp tiếng chuông khác, chứ không phải đọc đi đọc lại câu đó mãi. Bậc lợi căn tu lâu, mỗi khi đề khởi, định tâm thêm lan rộng, cảnh giới mới lại hiện ra, mà người xưa gọi là nhất phiên đề khởi, nhất phiên tân. Còn khởi nghi tình là thiết thực để tâm nghi về yếu điểm bí mật câu mình tham cứu, đến chừng nào khai ngộ mới thôi. Chẳng hạn nếu tham câu: muôn pháp về một, một về chỗ nào? Kế lại nghĩ một dung hòa về muôn pháp là sai. Lại như tham câu: con chó có Phật tánh hay không? Rồi phân biệt: chó đây không phải chó Tây, chó Tàu, cũng không phải chó đen, chó trắng. Hoặc lại nghĩ: nay đã là chúng sanh, dù là chó hay mèo cũng đều có Phật tánh. Phân biệt như thế đều sai, không phải lối khởi nghi tình. Cổ thư có câu: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ dị. Khi chú hết tâm vào điểm nào thì quên hết cảnh xung quanh, thấy như không thấy, nghe như không nghe, cho đến ăn cũng không biết mùi vị. Công dụng của nghi tình cũng như thế, càng nghi càng quên dứt hết phân biệt, tâm ngưng động thành một khối. Cho nên người xưa nói: nghi lớn tỏ ngộ lớn, nghi nhỏ tỏ ngộ nhỏ, là vậy. Và đây là điểm khó thứ nhất. Đã dụng công tham cứu, khởi được nghi tình, lại phải cú và ý cho đến nơi đến chốn. Cú là công năng tham cứu thoại đầu, ý là chỗ khai ngộ. Có 4 điểm: 1. Cú đến ý chưa đến. 2. Ý đến cú chưa đến. 3. Cú và ý đều đến. 4. Cú và ý đều chưa đến. Xin mượn câu chuyện sau đây, nếu hiểu được một, tất hiểu cả 3 điểm kia. Một thiền giả đến tham vấn ngài Hư Đường. Ngài hỏi: khi chưa căn buồm, lái thuyền rong theo gió thì thế nào? Thiền giả đáp: như chim tiêu liêu thấy núi Thái Sơn. Lại hỏi: lúc đã căn buồm rong thuyền ra gió thì ra sao? Đáp: như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Ngài Hư Đường quát: như thế chưa được. Thiền giả bạch: học nhân chỉ hiểu được có bấy nhiêu, xin nhờ tôn giả khai thị thêm.
Hư Đường thiền sư bảo hỏi lại câu trước. Thiền giả hỏi, ngài đáp: như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Thiền giả thưa: thế thì đâu khác chi lời của học nhân. Ngài quát: cái túi đựng cơm, hãy về thiền đường tham cứu lại. Đây là tổ Hư Đường muốn thử xem thiền giả sức dụng công tham thoại đầu đã đến mức mà ý khai ngộ đã thông suốt chưa. Quả nhiên với thiền giả, cú đến mà ý chưa đến mới chấp câu nói của mình. Trong trường hợp đó, nếu y lễ Hư Đường đại sư ba lạy, chắc có lẽ ngài đã ấn khả. Về sau thiền giả khai ngộ, trình lên bài kệ: hốt ư tâm cảnh cộng dâm thì, đại địa sơn hà thấu thoát ly, cổ Phật pháp thân toàn thể lộ, thời nhân tương đối bất tương tri. Tạm dịch: bỗng nhiên tâm cảnh thảy đều vong, cõi đất sơn hà rỗng suốt không, chân tánh pháp dương toàn thể lộ, cùng người cười nói chẳng tương thông. Lúc đó ngài Hư Đường mới chấp nhận. Đây là điểm khó thứ hai về tu thiền. Trong cú và ý cùng đến còn có ba cửa ải phải vượt qua, đó là bản tham quan, trùng quan và lao quan. Bản tham quan là cửa khai ngộ về câu thoại đầu. Trùng quan là từ chỗ vô tâm của bản tham quan tiến phá kiến hoặc và một phần tư hoặc. Ngộ ngã và pháp đều không, chân tâm dung hòa cùng vạn vật. Vì cửa này dày đặc nhiều lớp nên gọi trùng quan. Lao quan là một phần vô minh hoặc di tế như màn sương, tuy mong manh nhưng rất kiên cố khó phá, cần phải tiến vượt. Cảnh giới này cổ đức khai thị là phải dùng hải ấn tam muội mà in một cái, kỳ dư đều bỏ hết. Lại xin mượn câu chuyện khác để ví dụ. Một vị tôn túc hỏi thiền giả: thế nào là ý của tổ sư từ Tây dứt đến? Thiền giả đáp: mây ra đỉnh núi không tình ý, nhạn dược đầm trong chẳng dấu tâm. Vị tôn túc cười: cho dù được thế, tỉ như mạc vàng tuy quý, vướng vào mắt cũng bị xốn sang. Ý ngài muốn bảo, dù đã được vô tâm, nếu còn thấy mình vô tâm, nhận đó là đạo cũng chưa đúng, cần phải tiến tu thêm. Thiền giả vâng lời, sao tham cứu được đại ngộ, vượt qua tam quan. Tuy không gặp vị tôn túc như trước để cầu ứng chứng, nhưng đã có bài kệ trần thuật tâm cảnh của mình: kim kê trác toái bích lưu ly, dạng yết thiên hư chi tự tri, túy ngọa phong phàm thiên chánh ổn, tiền sơn vô phục võ cưu đề. Tạm dịch: gà vàng mổ dở chụp pha lê, muôn dứt ngàn yên tỏ lối về, trời lạnh buồn căng say giấc ngủ, kêu mưa non vắng giọng cưu đề. Trong thiền lục còn có chuyện khác cũng giống như câu chuyện trên, vì sợ phiền nên miễn nêu ra. Tam quan vừa nói, tùy theo thông giáo, biệt giáo hoặc viên giáo, có cạn có sâu. Nhưng nếu so với nghĩa lục tức Phật của Thiên Thai giáo, đại khái cũng chỉ từ văn tự, quán hạnh đến tương tự tức Phật mà thôi. Trừ bậc Bồ Tát quyền hiện, ít có ai đến địa vị phần chứng tức Phật. Chính Ngẫu Ích đại sư, một bậc triệt ngộ, cũng khiêm nhường tự bảo: danh tự vị, đây là Phật nhãn, rồi ra biết phó cho ai. Danh tự vị là ngôi viên giải, chẳng phải tầm thường, như có lời tụng: vừa thưởng vô sanh khúc, lại nghe bất tử ca, nay ngộ ngay đương thể, tự hận đã dần già. Quán hạnh tức Phật là địa vị ngũ phẩm thuộc ngoại phàm của viên giáo. Ngũ phẩm là tùy hỷ, đọc tụng, giảng thuyết, kim tu lục độ và chánh hành lục độ phẩm. Tương tự tức Phật là ngôi nội phàm thuộc thập tính của viên giáo: sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát cửu thập tính dứt trần sa hoặc. Trong đây cũng có lời tụng: tứ trụ tuy đà thoát, lục trần chữa rảnh không, đôi mắt còn dương bụi,
thái hư loạn sắc hồng. Tứ trụ là kiến ái trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Tu thiền dụng công khó nhọc như thế, nên ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách 7 chiếc bồ đoàn mới ngộ đạo. Hương Lâm thiền sư khổ công 40 năm mới dung thông thành một khối. Lại chư tôn đức bên thiền từ trước tới nay như các ngài Hư Dân, Lai Quả, Bạch Thánh đều bác bỏ lối tu mặc quán, cho đó là cách dụng công chưa an toàn. Mặc quán hay mặc chiếu thiền là lặng lẽ soi vào bên trong, khi thấy vọng niệm khởi lên liền dứt. Như thế là còn đọa vào lưỡng biên, còn dùng chân phá vọng, như lấy chốt tháo chốt, lâu ngày dễ lạc vào lỗi hôn trầm. Các ngài đều đề xướng phương pháp tham thoại đầu, bởi khi tham cứu, lắng tâm ngưng động là tịch, phá trừ tán loạn, đề khởi soi lại là chiếu. Phá trừ hôn trầm, tịch và chiếu song hành. Tuy vô tâm trừ vọng mà ngầm phá cả hôn trầm tán loạn, không lạc vào bên nào cả. Thật ra mặc chiếu thiền không phải sai. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, bằng cách lặng lẽ đem tánh nghe xoay vào trong, chư tôn đức thời Tấn, Đường cũng có dùng. Nhưng đối với căn tánh người xưa thì có lợi, với căn tánh sau này, phương pháp đó chưa được siêu màu, kém phần đắc ích. Cũng như thời xưa, chư thiền đức khai thị bằng minh ngữ, về sau các hành giả lại đem những minh ngữ đó ra để lý giải, thành thử lạc vào chỗ thấy hiểu phân biệt, mất hẳn tông chỉ. Thấy thế, chư tôn túc chuyển đổi dạy bằng ẩn ngữ, nói những câu không nghĩa gì để lấp đường kiến giải của học nhân. Cách sau này cũng bị kẻ hiếu kỳ mua danh mượn đem sử dụng. Cổ đức lại đổi cách khai thị bằng lối dùng các cử chỉ hành động như giang tay, co duỗi, nhướng mày, đánh hét. Những tác phong đó có thể gồm tóm trong hai câu: mượn vật truyền tâm, thoát nghĩa câu, vượt trần xuất chúng, thái hư màu. Sau rốt, đây là điểm thứ ba nói về sự khó của tu thiền. Trong quyển này, Cực Lạc Du Lãm Ký, Hư Dân thiền sư khuyên phải giữ giới, tuân theo quy tắc cũ, đừng vội canh tân. Sở dĩ ngài có lời ấy, vì hàng xuất gia thời nay lắm vị đề xướng canh cãi lại tứ phần luật, bác bỏ bá trượng thanh quy và hai thời công phu, vì cho là vướng mắc theo hình thức. Hai thời khóa tụng trong thiền môn vốn đã có từ xưa, đến thời Đường, Tống, chư tổ lại thêm vào cho đầy đủ, chứ không phải do Ngọc Lâm Quốc sư đời Thanh biên soạn. Ngài Ngọc Lâm nhận thấy hai thời công phu vẫn hợp với tứ hát, tức bốn cách hát của Tông Lâm Tế, có lợi cho thiền tông, nên đề xướng tán thành. Lại bảo hai thời khóa tụng là khuôn mẫu, thước đo của các tông, nếu hàng sơ cơ không hành trì thì làm sao trừ nghiệp chướng, sanh phước huệ. Phải lấy đó làm nền tảng, giúp sự tiến tu và hóa giải được sự thọ hưởng của đàn na tín cúng. Trong hai thời khóa, thời sớm mai hành giả tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú để phá trừ ngũ dục và sức nghiệm vi tế. Chúng sanh thời mạt hậu nghiệp chướng rất nặng, không thể thiếu sự trì tụng này. Trong kinh nói, bậc Bát Địa Bồ Tát còn một phần trần sa và vô minh hoặc ẩn sâu trong tạng thức, mà sức thiền quán không tìm thấy nên chẳng thể phá trừ. Chư Phật e sợ các vị ấy say trong cảnh định, tịch chiếu bao la, nên hiện thân cảnh giác và khuyên nên nhớ lại bản nguyện và dạy trì Đà Ra Ni Môn để công phá, khiến cho hoặc chứng hiện ra mới tiêu trừ được. Chính Bút Giả đã từng nghe một nhà giáo nói, không biết đạo Phật có cái gì kỳ lạ, mà tôi thấy mấy ông đạo lúc mới vào chùa rất khờ khạo cùng mằng, khi tu được 3-4 năm lại đổi ra khôn hết mức. Trở lại vấn đề trên, Lăng Nghiêm Thần Chú có 5 hội. Hội thứ nhất là Varukana Satatha Patrain, đây là Tỳ Lô Giá Na Chân Pháp Hội, có nghĩa những lời bí mật của 12 pháp môn đoạn dưới đều từ nơi pháp thân hay Tỳ Lô chân tánh lưu lộ ra. Hội thứ hai, Sakyamuni
Satatha Prasasita. Đây là Thích Ca Ứng Hóa Hội hay Lăng Nghiêm Giáo Chủ Hội, có nghĩa năm bộ tam bảo trong thần chú, gồm Chư Dược Xoa, Thần Dương, Kim Cang, Mật Tích, cho đến tất cả pháp môn đều do Đức Thích Ca và chư Phật thị hiện ra. Hội thứ ba, Avalokitesvara Suparana Mahapayuttataya. Đây là Quán Thế Âm hợp đồng hội. Bốn môn trong đây đều do Đức Quán Thế Âm trên đồng dưới hợp, viên thông tu chứng chẳng thể nghĩ bàn, đức màu vô tác thành tựu một cách tự tại. Hội thứ tư, Vaira Paniya Satatha Patra. Đây là Kim Cang Chiết Nhiếp Hội do Hỏa Vũ Kim Cang Bồ Tát khai hiển, nên chư Kim Cang Tạng Dương sau khi nghe niệm chú đều dùng sắc lệnh để hộ vệ. Đối với kẻ ác thì chiết phục, với người thiện thì nhiếp thâu. Chư Kim Cang Mật Tích cũng đều hiện phần bản tích ứng hóa của mình. Hội thứ năm, Manjushri Satta Sitata Patrain. Đây là Văn Thù Phú Hộ Hoàng Truyền Hội. Đức Văn Thù hay Mạng Thù Thất Lỵ sau khi lãnh chú đến che chở hộ trì, rồi thay đại chúng thưa hỏi pháp môn tu. Nếu chẳng phải là bậc đại trí đức thì không thể thông hiểu và hoàn trì pháp môn này. Năm hội trên tượng trưng cho ngũ trí đảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na. Hợp cả năm hội lại gọi chung là Usnisa Jivala Suram Gama Mahasitata Patram, có nghĩa là Phật đảnh quang tụ cứu cánh kiên cố đại bạch tán cái thần chú. Còn thời khóa chiều hôm, hành giả tụng Mi Đà, Hồng Danh Bảo Sám và Mông Sơn Thí Thực để giúp tiêu nghiệp, sanh phước và khởi bi tâm, thí thức ăn uống cho cô hồn ngạ quỷ, rồi niệm Phật đem công đức hồi hướng cầu cho mình và bốn ân ba cõi, tất cả loài hữu tình đều sanh về tịnh độ. Cho nên, hai thời khóa tụng đều do chư Bồ Tát, Tổ Sư dùng trí tuệ hiểu rộng, thấy xa, biên soạn ra để làm lợi vui cho tất cả chúng sanh. Nếu bác bỏ, chẳng những là thiển cận, mà sợ e còn có tội với Phật Pháp nữa. Và sau rốt, xin mượn mấy lời để kết cuộc. Biển lệ tràn đầy kiếp chuyển luân, ai người biết nghĩ tự thương thân, xuống lên sáu nẻo thống não vô ngần, con đường xa đọa khôn ly thoát, huyễn thân mấy chốc tám khổ xoay dần, dục dinh tài sắc bao nhiêu mộng, niệm Phật tu hành một kiếp chân, sớm mượn đài sen về cực lạc, mới mong xa dứt lụy hồng trần, nhọc nhằn mai lại tối, già chết chợt đà gần. Vô Nhất Đại Sư. Phần phụ lục. Pháp yếu tu hành. Yếu điểm của đường tu gồm hai phần sự lý. Lý tu là sửa tâm cho hợp với chân lý. Sự tu chỉnh ba nghiệp giúp chứng cảnh chân như. Sửa tâm là giết trừ nghiệp tham ái đóng dệt, si mê cùng tật đố, ngã mạn với kiêu căng, chớ chạy theo hình thức, say đắm nẻo lợi danh, chuộng địa vị quyền hành, khoe thông minh tài giỏi. Phải sanh lòng giác ngộ, niệm thân tịnh từ bi, dũng tiến mà kiên trì, sáng suốt mà khiêm hạ. Tự nghĩ mình xưa nay đã tạo nhiều tội chướng, chịu nhẫn nhục sám hối, biết an phận tùy duyên, duyên tốt chẳng kiêu khoe, duyên xấu không thoái não, bình tĩnh mãi tiến tu, như bơi thuyền ngược nước, dài biển tác bà nhà, đến bảo sở an vui. Đó là phần tu tâm hợp với lý giải thoát. Sự tu là thân nghiệp lễ kính Phật sám hối, khẩu nghiệp trì chú kinh hoặc niệm Phật khen ngợi, ý nghiệp giữ thanh tịnh, mật tu môn lục niệm, nguyện đền đáp bốn ân, nguyện mình cùng chúng sanh sinh cõi vui thành Phật, đời đời gặp chánh pháp, tu sáu độ muôn hạnh, tâm bồ đề độ sanh, trần kiếp không thoái chuyển, tu sự mà bỏ lý làm sao mở chân tâm, tu lý mà phế sự cũng không thể thành Phật, tu sự chẳng chấp tướng thì tức sắc là không, tu lý không bỏ sự
đó tức không là sắc. Lý chính thật chân không, sự là phần diệu hữu. Chân không tức diệu hữu tức chân không. Nếu chưa đạt lẽ này, thà tu hành chấp có, đừng cầu cao bát tướng mà lạc vào ngoan không. Đây chính hầm khổ đọa kẻ thông minh đời nay. Xưa có sư Tông Thắng, tài huệ biện cao siêu, vì ỷ giỏi kiêu căng nên bị nhục chiết phục, hổ thẹn muốn tự tận. Họ thần hiện thân khuyên: sư nay đã 100 tuổi, 80 năm lầm lạc, may nhờ gặp thánh nhân khuân tu mà học đạo, tuy có chút công đức mà lòng hay bỉ ngã, ỷ thông minh biện bác, lớn người không khiêm hạ, lời cao hành chưa cao nên phải bị quả báo. Từ đây nên tự kiểm, ít lâu thành trí lạc, các thánh đều tồn tâm, Như Lai cũng như vậy. Nay có kẻ đua tướng tranh thượng tọa ni sư, mượn thuyết pháp tụng kinh để mưu cầu lợi dưỡng, danh đệ tử chùa chiền lập bè đảng quyến thuộc, thấy có ai hơn mình liền thị phi tật đố, hại thầy bạn phản đạo, đưa dối hàng tính tâm. Lời nói thật rất cao, việc làm thật rất thấp, lý sự đều sai trái, hàng ấy hiện rất nhiều, tạo biển khổ thêm sâu, khiến đau lòng tri thức. Lý sự đại lược thế, công đức làm sao được? Phật là đại y dương, pháp là diệu tiên dược, là phương thuật rất mộc, là như ý bảo châu, hay trừ nạn nghèo khổ, khiến cho được giàu vui, hay trừ tất cả bệnh, khiến bao được bình phục, hay trừ nạn hiểu số, khiến thọ mạng dài lâu, hay khỏi các tai ách như bão lục binh lửa, giặc cướp cùng tà ngoại, ác thú với độc xạ, các yêu ma quỷ mị, nạn động đất xe thuyền, những phù chú ếm đối đều phá tiêu tan hết, cho đến trừ tội chướng, sanh trưởng phước huệ to, cứu chúng đọa tam đồ, siêu lên bờ giải thoát, chuyên tụng một phẩm kinh, một chân ngôn hiệu Phật, thì thành tựu các nguyện, thỏa mãn các mong cầu. Chỉ sợ người không tin, hoặc tin mà không sâu, lại ngại không thực hành, hoặc hành không bền lâu, hoặc thực hành bền lâu không chí tâm khẩn cầu. Chí tâm là không vọng, trì niệm quên thân tâm, lặng lẽ dứt phân biệt, không trong ngoài người cảnh, khi đi đứng thức ngủ chẳng bỏ câu trì niệm, lúc quẩn gấp an nguy cũng vững vàng trì niệm, cho đến khi sắp chết vẫn như thế trì niệm. Đắc thất đều do đây, cần chi hỏi tri thức. Không hành như trên đây, Phật cũng khó cứu vớt, huống chi là phàm tăng, giúp ích được gì đâu. Nhớ lời cổ đức dạy, ta có một bí quyết cần thiết khuyên bảo nhau, là hết lòng thành kính, nhiệm màu cực nhiệm màu. Hãy ghi nhớ điều này, lắng lòng suy gẫm sâu. Vô Nhất Đại Sư. Về Tây Phương, cần pháp dược ma cường tan tác, làng tu chân ngơ ngác đôi nơi. Tây Nguyên cũng một góc trời, lọ là đưa bước vào nơi thị thành. Đêm tịnh diệu chuông thanh ngân ngợi, sông Phương Liên trăng rọi tỉnh mê. Nẻo trần phiền lụy ủ ê, lưới trần thoát tục mọi bề nơi tiên. Đạo quyền quyền lại hư quyền, cơ thiền thiền lại sanh thiền biết đâu. Gắn công bền chí lâu lâu, khơi trong gạn đục thấy màu chân nguyên. Phải căn nguyên bồ đề giống trước, dạng tu trì tỏ được tiền thân. Mái thiện rộng ẩm khôn phân, lắng tâm lãnh ngộ thì gần chẳng xa. Lớp phong ba mấy người chí cả, khỏi ái hạ cũng hòa tiền duyên. Bướm loan vượt bể vô biên, gió dây mặc gió dẫn thuyền thì xong. Dốc một lòng lên non đào giếng, mặc lời phàm đem tiếng thị phi. Cam lồ rửa sạch tánh mê, nước trong tỏ hiện trăng kia sáng ngời. Quyết một đời nương theo dấu Phật, là ở mình ấy thật bởi đông. Màu thiền đắc ý cũng màu, còn hơi chan chút dương hậu công khanh. Chớ đua tranh trong dòng ngũ dục, tắt lửa lòng gắn học ma ha. Cảnh nào cảnh chẳng có qua, non nào non chẳng có tòa thiên thai. Khách trần ai khôn ngoan trèo lấy, tới bảo trì tới thấy hoa sen. Bỏ công kinh kệ hương đẹp, Tây Phương về đến một phen an nhàn. Ai về cực lạc, ai về cực lạc mau về, đừng mê trần cảnh mà thê thảm sầu. Cực lạc Câu Lơn giáp bảy dòng, lâu đài ẩn hiện
sáng mênh mông. Mưa qua lác đác trời quang thoại, nhạc ngọc thâm trầm khoảng bích không. Cực lạc mành châu lưới bảy tầng, đẹp màu lý hải dễ trường xuân. Hoa sen ánh sáng hòa trăm sắc, trọng tỏa hương thanh chiếu tràn hừng. Cực lạc cây quỳnh bảy lớp quanh, chân cầm đua hót giọng kêu thanh. Đường gian rộng rãi treo dây báo, lá bích reo gian tiếng pháp lành. Cực lạc Như Lai đức vẹn truyền, Quán Âm thế chí sắc vô biên. Hằng Sa Bồ Tát mây lành hội, nghe học màu sâu đạo pháp quyền. Cực lạc Thiên Nhân đức hành thanh, khi ngồi nhập định lúc kinh hành. 32 tướng kim thân đẹp, sống mãi vô ưu bạn đạo lành. Cực lạc Ban Mai chúng thiện nhân, mang qua kỹ nhạc vào mười phương. Cúng dường chư Phật rồi nghe pháp, thiền duyệt thanh tri lúc phản hưởng. Cực lạc trời vui sáng một miền, đẹp màu vượt hẳn cảnh thần tiên. Mi Đà sẵn trải lòng bi nguyện, chưa biết ai là kẻ hữu duyên. Phật lịch 2555, dương lịch 2011. Lời tri ân. Môn đồ pháp quyến chúng con khi đọc bản dịch của ân sư, lòng bồi hồi cảm xúc. Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn, khó nói khó tin, mà nay hé lộ cơ mộng. Chúng con cúi đầu kính ngưỡng thọ nhận, niềm tin về chánh pháp càng mãnh liệt, đường tu học càng vững vàng hơn. Đối với vũ trụ thì không gian bao la dời dời, cõi Tây Phương quá xa, phi thuyền không gian của loài người chẳng thể nào bén mảng được. May thay, con người có thể nương nhờ tâm thức, nhờ vào tư tưởng mà đi đến đó. Kinh nói Đức Phật A Di Đà thường dùng tướng lưỡi rộng dài để diễn pháp âm, tiếp dẫn chúng sanh các cõi. Đó chính là tần số tâm thức vô lượng quang hằng giao sen trong sinh hoạt của chúng ta. Có điều là chúng ta có cảm nhận được hay không? Hãy suy nghĩ một chút. Chúng ta biết có vô lượng các tần số sóng hình, sóng âm đi qua cảnh giới của mình. Nhờ máy tính, TV, chúng ta có thể liên lạc khắp nơi. Hiện nay, khoa học còn đang nghe ngóng động tĩnh các tinh cầu. Điều này chứng tỏ tần số hình, tần số âm thanh, tần số cảm giác, tần số tâm thức là một phương tiện hiện hữu có thể giúp chúng ta đi xa hơn. Nhà bác học Albert Einstein 1879-1955 khi đưa ra thuyết tương đối đã bị một số nhà khoa học đương thời cho là thuyết của tinh thần Á Đông nên phản bác. Nhưng thời gian dần dần minh chứng sự thật. Nhà bác học này đã từng nói: những gì khoa học chưa nói đến thì Phật giáo đã nói đến rồi. Thời gian tùy mỗi hành tinh, mỗi thế giới vẫn có những điểm bất đồng sai khác. Nhờ tâm thức giao cảm, người tu sẽ nhận biết được. Các nhà ngoại cảm do nhiều nhân duyên, họ đã có những bằng chứng khá thuyết phục về cõi âm, mặc dù cõi này vẫn còn phiền não. Nhưng thế giới này là thế giới qua tạng, có lắm tần số giao xen. Từ tần số này chuyển qua tần số khác, đối với Phật pháp có vô lượng pháp môn. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thương xót chỉ bài phương tiện sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật giúp chúng sanh chuyển cảnh giới ta bà khổ sở này sang cảnh giới cực lạc an lành hơn. Khi đọc đến câu một lòng niệm Phật không còn vọng tưởng thì tâm rộng sáng suốt thông, tự nhiên sẽ thấy thế giới cực lạc bày hiện rõ ràng. Chúng con chấn động tâm thức và bình tĩnh. Lại nghe rằng khi lâm chung, nếu nhất tâm trong mười niệm sẽ cảm được Đức A Di Đà y theo bản nguyện đến tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc. Thật là tuyệt vời cho những ai biết tận dụng thời cơ, buông bỏ các thứ và chỉ chọn đường về Phật trong lúc đó. Giờ được lời pháp yếu tu hành nhắc nhở, chúng con sẽ xem đây là hành trang của cuộc đời tu học. Kính mong những lời chỉ dạy của ân sư lan tỏa sâu rộng. Cư sĩ Tây Hạnh.